Xin chào mừng tất cả quý vị đến với DST Pod. Chào mừng các bạn đến với DST Pod, chuỗi podcast với tên gọi My Hacker. Đây sẽ là nơi mà Tiến mời đến những vị khách mời hết sức đặc biệt và cùng hack xem suy nghĩ của họ là gì. Giữ hào quang nó khó hơn tìm lại rất nhiều, khó hơn gấp ngàn lần luôn á. Thảo Mai, chị đây hoàn toàn là người không hề Thảo Mai, không biết Thảo Mai và ngại về những điều này. Minh Tú đi học bởi vì Minh Tú nhận thức là mình cần những cái kiến thức đó và nó tốt cho cuộc sống của mình. Khi mà em thi Hoa hậu Hòa Bình á, mọi người nói là Mai Ngô hả? Không có cửa đâu. Em trả lời thẳng, không phải quay đại gia, vì em chính là đại gia của bản thân mình rồi. Phải chấp nhận thương đau làng. Thời trang là cái thay đổi. Mình không được phép giữ cái tư duy là tao già tao lên lão làng. Nếu như cuộc đời là một bài toán, hãy cùng xem họ sẽ giải bài toán đó như thế nào. Thời đại của siêu mẫu đang quay trở lại. Mai Hương của ngày xưa đã chết rồi. Có những khoảng thời gian em muốn bỏ nghề. Mẹ cho con vay tiền, còn không con đi làm gái dạng chim. Ước mơ của em lúc đó đơn giản lắm. Chỉ cần một ngày đủ ba bữa ăn, đó là ước mơ của em. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với DST Pod. Và người khách mời hôm nay cũng lại là một khách mời đặc biệt nữa, mà hầu như cái tập nào Tiến cũng giới thiệu là đặc biệt hết á. Tiến và cái vị khách mời này hầu như chưa từng có một cái cuộc nói chuyện chính thức nào ở bên ngoài. Hai anh em chỉ biết nhau thông qua truyền thông và thông qua một vài lần gặp mặt ở các chương trình, các sự kiện mà có tham gia cùng nhau thôi. Và ngày hôm nay Tiến lại ngồi đây đóng vai trò là một MC, một host, một người dẫn chương trình, một người khai thác thông tin để mà khai thác một cái người đã từng làm MC chuyên nghiệp và bây giờ cũng vẫn đang là một MC rất chuyên nghiệp, đó chính là MC Á Hậu Hoàng Oanh. Xin chào anh Tiến và xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi DST Pod. Thiệt ra là lúc mà anh nhận được lời của anh Tiến là em cũng rất là bất ngờ. Tại vì như anh nói là tụi mình chỉ mới gặp nhau chào hỏi thôi, chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện chính thức nào hết. Cho nên có thể là cuộc nói chuyện ngày hôm nay sẽ nhiều điều mới mẻ và thú vị với anh em mình anh ha. Tham gia showbiz cho anh được cơ hội để gặp gỡ rất là nhiều những con người khác nhau. Trong cái series mà DST Pod này thì anh mời rất là nhiều những cái nghệ sĩ, những celeb, những người nổi tiếng và những cái mối quan hệ mà anh có được trong cái thời gian anh tham gia showbiz. Và trong đó thì em là một cái người đặc biệt, là bởi vì một người hoàn toàn mới, chưa biết gì về em. Và anh cũng muốn thử thách mình coi là để khai thác một MC chuyên nghiệp như em thì liệu rằng anh có đủ tò mò, đủ cái kỹ năng để mà dụ em thò ra những cái thông tin mà em sẽ không chịu chia sẻ hay không. Em nghĩ là quá đơn giản. Đối với một người MC á, mà khi được ngồi ghế khách mời á, là rất là thích. Thật sự luôn anh, tại vì bình thường á mình luôn có cảm giác là mình đang phải làm một công việc của người MC, nhưng mà khi mình làm khách mời mình cảm giác như đi chơi vậy đó, giống như ngồi trò chuyện với bạn bè của mình vậy đó. Thì coi như là hôm nay anh Tiến là một người bạn mới của em và một người bạn lớn. Hôm nay mới lần đầu tiên được ngồi nói chuyện thì em phải nói với mọi người là em rất là ngưỡng mộ anh Tiến. Tại sao? Bởi vì một người mà em thấy là vừa giỏi về khoa học mà vừa giỏi về nghệ thuật, và đặc biệt ở anh Tiến có một cái điều mà em nghĩ các bạn trẻ sẽ có thể học được. Đó là một người dám nói, dám làm. À, trước đó là dám nghĩ nữa. Dám nghĩ, dám nói và dám làm. Thông thường mà khi mà nhận được mấy cái lời khen mà nở lỗ mũi vậy là phải làm bộ từ chó hôi. Không phải đâu. Nhưng mà thôi, hôm nay cho anh xin phép là anh cảm ơn cái lời khen của em. Dạ. Cái mục đích của DST Pod á, như anh chia sẻ với anh từ hồi nãy trong hậu trường á, không phải là khai thác drama của khách mời đâu. Ở đây mình sẽ không có drama gì hết, mà chủ yếu là khai thác những cái câu chuyện của tụi mình. Anh sẽ chia sẻ những cái câu chuyện của anh ở trong cái giai đoạn mà 20-30 tuổi, mình đã có những cái ước mơ gì, hoài bão gì, hay là mình đã gặp những cái khó khăn gì, có khi nào mình đã từng bỏ cuộc, đã có khi nào mình thất vọng về bản thân. Và cuối cùng mình đã dùng cái động lực gì hay là cái phương pháp gì để mình vượt qua cái điều đó. Và hôm nay tự tin để ngồi ở đây, tại vì chắc chắn với cái khuôn mặt rạng rỡ này, nụ cười xinh đẹp này, và nãy giờ là cũng lanh cái miệng như vậy, thì chắc chắn là mọi thứ bây giờ đang rất ổn và rất hạnh phúc rồi. Dạ, thật ra thì em là một đứa dễ hạnh phúc anh ạ. Em hay để ý tới những cái việc nhỏ nhặt. Những người mà hay để ý những chuyện nhỏ nhặt á, thì cũng dễ buồn, nhưng mà cũng sẽ dễ vui. Em nghĩ là vậy. Thì đối với em, giống như câu chuyện mà anh Tiến hỏi á, thì em nghĩ là cái giai đoạn mà mới ra đời khoảng 20 đến 30 chắc là cái giai đoạn chật vật nhất. Tại vì lúc đó mình còn đang đi tìm là mình là ai, mình muốn cái gì và cái điều gì là phù hợp với mình nhất. Thì em cũng trải qua giai đoạn đó. Vậy thì em đã tìm cái điều đó như thế nào? Em nghĩ là cũng là một con đường nó cũng khá là khó khăn. Thì trong suốt 10 năm đó thì em đã trải qua 3 cái thử thách. Thử thách thứ nhất là mình phải đối diện với gia đình, mà em nghĩ bạn trẻ nào cũng gặp. Ví dụ như là mình muốn làm nghề này nhưng gia đình mình lại muốn mình làm nghề kia. Cái ước mơ của hai thế hệ nó khác nhau.
thì gia đình em cũng vậy. Cái thứ hai là tới khi mà gia đình đã dần chấp nhận rồi, khi mà cho em theo con đường nghệ thuật rồi, thì em lại bắt đầu loay hoay để định hình cái phong cách hay là cái thương hiệu cá nhân của mình trong cái công việc mà mình theo đuổi. Và cái thứ ba là bắt đầu khi mà mình đến với những cái mối quan hệ đồng nghiệp hay là người yêu hay là bạn bè, thì mình lại sẽ có một cái sự liên kết với những người ở những thế giới khác mình nữa. Thì mình sẽ làm như thế nào? Vậy thì ở cái đầu tiên nhất, trước nhất, anh đã giải quyết cái vấn đề về sự khác biệt giữa ước mơ của em và mong muốn của gia đình. Em đã giải quyết nó như thế nào? Dạ, em có nhớ giai đoạn đó cũng khá là khó khăn, là khoảng từ năm 16 tuổi cho đến năm khoảng 21 tuổi thì mới được gia đình hoàn toàn chấp nhận. 16 tuổi là em đã luôn luôn cái khao khát là tại sao từ nhỏ tới lớn mình chỉ có đi học rồi về nhà, đi học rồi về nhà. Không có một cái hoạt động xã hội nào hay tương tác ở ngoài nào khác. Mặc dù là gia đình cũng có dẫn đi chơi nhiều, đi du lịch nhiều, nhưng mà để mà tham gia một cái hoạt động nào đó khác ngoài nhà trường và gia đình thì chưa có. Thì lúc đó mới bắt đầu muốn tham gia là những cái chương trình của Báo Hoa Học Trò nè, Mực Tím nè, rồi thi Hot 15 nè. Lúc đó thì phải trốn gia đình đi thi. Ở nhà có truyền thống của người Bắc hơi rất là khó. Trốn đi thì lúc đó mới biết ta chạy xe đạp thôi. Lúc đó mình nhớ cách đây 16 năm, hồi đó là em 16 tuổi và bây giờ đã là 16 năm sau rồi, cách gấp đôi thời gian. Thì lúc đó là mình đạp cái xe đạp cọc cạch, lúc đó là mình đang trốn đó, mình đang trốn để mình đi tham gia một cuộc thi Hot 15. Cuộc thi đó là của anh Tùng Leo viết format. Đi giữa đường thì không biết đi đường nào, tại vì cũng là những lần đầu tiên đi ra đường thì mình phải cầm, lúc đó là chưa có Google Map đâu, lúc đó là cái bản đồ bự bằng giấy kia nè. Dạ, cái thời hồi xưa anh đúng đi Sài Gòn cũng đi vậy đó. Đúng không? Mở cái bản đồ giấy ra rồi trời tối thui không thấy đường, rồi phải chạy tới cái chỗ nào mà có đèn để mà coi cái bản đồ rồi kiếm đường đi. Nó từ những cái ngày chật vật như thế rồi tới khi mà mình đoạt giải bắt đầu hơi cao, nó là thi tháng rồi mới tới thi năm. Thì bắt đầu mình đoạt giải thi tháng rồi, bây giờ mình muốn thi năm á, mình phải xin phép chứ mình không thể trốn được nữa. Thì lúc đó mới nhờ anh Tùng Leo xin giùm. Thì sau khi xin xong để bố mẹ hiểu rõ đây là một cuộc thi nghiêm túc chứ không phải là thi chơi hay quậy phá gì đó, thì bắt đầu gia đình mới cho thi. Nhưng mà bố cũng nói là thi xong này rồi thôi nha, nghỉ nha. Nhưng mà cuối cùng xong thì mình lại có nhiều cơ hội mở ra cho mình hơn, mình lại muốn làm tiếp. Thì lúc đó ba cũng phản đối, cũng nhờ mẹ thuyết phục. Nói chung là cái chặng đường đó thì cũng có lúc cho làm, có lúc không cho làm, rồi cũng có những cái mà mâu thuẫn. Nhưng mà em nghĩ cái tiên quyết đó là lúc đó em luôn luôn biết là mình muốn theo con đường nghệ thuật. Và lúc đó em rất là nghiêm túc với cái ước mơ của em. Và em cũng phải đảm bảo là mình có trách nhiệm với việc học. Và khi mà em thi vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và em đậu vào khoa ngữ văn Anh. Và lúc đó thì em vừa đi làm năm nhất là em vừa đi học rồi vừa đi làm vừa phụ giúp được về kinh tế cho gia đình. Thì lúc đó dần dần thì bố mẹ mới tin tưởng mình là mình thật sự nghiêm túc với con đường này và mình vẫn đảm bảo tốt cái việc học của mình. Cho nên là dần dần tới bây giờ thì là những người khán giả trung thành luôn chứ không còn cản nữa. Vậy thì tóm tắt cái giai đoạn đó của anh là thì nó thứ nhất là nó xuất phát từ cái sự đam mê và cái sự cảm thấy nhàm chán với một cái cuộc sống mà nó quá an toàn. Cái thứ hai đó là nó thể hiện ở cái việc là cho dù mặc dù là có mâu thuẫn với gia đình đi, nhưng mà ít ra là anh cũng tìm được cái người đồng minh là mẹ. Chứ không phải là lúc đó là dậy lên và không có đồng minh là ai hết, không có một cái người bên cạnh. Vậy thì có thể nói là cái việc được chấp thuận này thì cái công lao của mẹ của anh cũng là góp phần không nhỏ. Và cái điều thứ ba cuối cùng để mà giúp cho cả bố lẫn mẹ đều cảm thấy là đồng ý với cái quyết định về nghề nghiệp của anh, đó là cái sự tin tưởng vào năng lực của anh khi mà anh có được những cái thành tựu và đã có một cái giai đoạn anh nghĩ là cũng không quá ngắn để mà anh phải chứng minh được rằng là mình nghiêm túc con đường này, mình vào con đường này mình vẫn đàng hoàng chứ không có phải là như người ta nói, và đặc biệt là mình có năng lực để mình tự kiếm sống được, mình giúp ích được gia đình cũng như là mình bảo vệ được bản thân mình. Vậy thì cho anh hỏi cái là anh có nói là thậm chí là có những lúc xảy ra mâu thuẫn, trong cái giai đoạn xảy ra mâu thuẫn đó thì đã có đỉnh điểm mâu thuẫn nào khiến cho anh nhớ hoài? Hai ba con mà nhắc lại thì nhiều khi cũng nửa vui nửa buồn hay thậm chí là cười xề xòa với nhau rằng là trời không ngờ hồi đó cũng vậy, không ngờ hai cha con mình mà cũng mâu thuẫn tới cỡ đó. Hồi đó 16 tuổi thì em cũng như mấy bạn tuổi mới lớn thôi. Cái tuổi dậy thì nổi loạn đó, là mình muốn chứng minh bản thân mình lắm. Thì lúc đó là cũng có khi mình cũng dậy nảy, có khi mình cũng cãi lại, mình cũng lý luận. Nhưng mà tất nhiên mình không thể nào lý luận bằng người lớn được. Cũng có lúc cái kết quả học tập của mình nó cũng sa sút.
cũng có lúc như vậy. Thì lúc đó là mình phải tự kiểm điểm lại bản thân. Và lúc đó em nhớ là em cũng khóc rất là nhiều, bởi vì em đã làm cho bố mẹ em buồn lòng. Em lúc đó một cô gái mà kiểu rất là ngây thơ á, sống trong vòng tay của gia đình á, thì cái việc mà làm cho bố mẹ buồn lòng là cái điều kinh khủng nhất đối với em lúc đó. Thì em nhớ là em đã phải, như là bố cũng giận và cũng không biết nói chuyện đối diện như thế nào, bởi vì cái con đường này là mình đã tranh đấu để mình được làm, bố không cho làm mà mình ráng mình làm, xong rồi cuối cùng là cái kết quả học tập của mình nó bị ảnh hưởng. Thế là lúc đó em phải viết một lá thư. Ngồi em viết một lá thư mà có nước mắt đầm đìa, nó ướt hết cả cái lá thư vậy đó anh. Là viết cái lá thư đó là mình biết lỗi của mình nhận lỗi của mình và mình hứa là sẽ chấn chỉnh lại, mình sẽ cố gắng mình học tập để mà mình sẽ không để cái việc này nó ảnh hưởng đến việc học của mình nữa. Nếu mà có ảnh hưởng một lần nữa thì mình sẽ nghỉ luôn. Và tự mình nói ra cái cam kết đó thì tự mình cũng sẽ có cái ý thức và mình cố gắng. Sau đó là em không bao giờ để cái kết quả nó sa sút nữa, cân bằng được cái việc đi làm và việc đi học của mình. Nếu như Hoàng Anh của bây giờ mà quay lại nói với Hoàng Anh năm 16 tuổi đó, ở cái thời mà còn mâu thuẫn với bố một tí xíu về cái vấn đề nghề nghiệp việc làm này chẳng hạn, liệu rằng Hoàng Anh bây giờ có cái chia sẻ nào hay có một cái lời khuyên nào cho bạn gái 16 tuổi kia về cái cách giao tiếp với phụ huynh không ta? À, câu này quá hay anh Tiến à. Em nghĩ là lúc đó thì cái cách mà em cãi lại bố mẹ lúc đó đó, thì thật ra 16 tuổi thì mình cũng không biết cách nào để nói cho nó hay như bây giờ đâu. Nhưng mà nếu mà thật sự là mình đủ trưởng thành như bây giờ thì mình sẽ nói là bố mẹ hãy thử đi làm với con. Không có cái lời nói nào nó bằng cái thực tế hết. Đồng ý. Hãy thử đi làm với con, hãy thử xem con lao động như thế nào, con vất vả như thế nào, cái thành quả nó như thế nào. Và đây là một cái công việc mang lại giá trị, chứ không phải nó chỉ là lên rồi hình ảnh đẹp rồi đi qua đi lại cho người ta xem. Và con còn có cái ước mơ lớn hơn là con muốn được làm người dẫn chương trình, chứ không chỉ là người mẫu hay là chụp lên báo, lên bìa cho vui. Ý là nó không chỉ là lên hình cho vui, mà là cái công việc mà nó mang lại giá trị và nó mang lại cái hạnh phúc trong lao động cho mình. Thì em nghĩ nếu mà lúc đó em nói được như vậy, bố em có thể đến trường quay với em thì chắc là bố em sẽ không mất nhiều thời gian để cố gắng hiểu con gái, và em cũng không mất quá nhiều thời gian để chứng minh bản thân mình cho bố mẹ thấy. Vậy thì có bao giờ anh nghĩ rằng là đôi khi cái nông nổi, cái bồng bột, cái bốc đồng, cái hay cãi bố cãi mẹ của mình, cái cách giao tiếp, cái cách mình dùng ngôn ngữ và cái thái độ của mình á, nhiều khi chính thời điểm đó làm cho bố cảm thấy là à, con mình nó chưa trưởng thành như nó nói. Nó cứ nói với tôi rằng là con trưởng thành rồi, con giỏi rồi, con làm được rồi, con tự bảo vệ con được rồi. Nhưng mà rõ ràng cái cách giao tiếp của nó với bố nó còn chưa có ổn nữa thì làm sao mà bố tin được. Dạ đúng. Nhưng mà thật ra thì em cũng muốn biện minh cho các bạn trẻ xíu là thật ra 16 tuổi thì mình thiệt sự mình không thể nào nói chuyện được như một người trưởng thành. Và lúc đó mình cũng chỉ ngây thơ, mình biết là mình thích điều đó và mình muốn làm điều đó thôi. Cho nên để mà kêu các bạn mà phải trưởng thành như mình bây giờ để giao tiếp đúng với bố mẹ thì cũng khó lắm. Em nghĩ là có thể là bây giờ em đã làm mẹ, cho nên em nghĩ cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm khó khăn nhất vẫn là nhờ các bậc phụ huynh giúp cho các em từ các bé nhỏ cho đến khoảng 18 tuổi đi. Người ta nói một câu là trẻ em chưa bao giờ là người lớn, nhưng mà người lớn thì đã từng là trẻ em. Dạ. Cho nên người lớn sẽ hiểu hơn. Và nếu như họ nhớ lại họ đã từng trải qua như thế nào thì họ sẽ có thể thông cảm được hơn cho con cái của mình. Và họ cũng đủ trưởng thành hơn để họ tìm hiểu, giúp cho con cái của mình. Họ sẽ cố gắng họ thông cảm được hơn. Còn 15, 16 tuổi hoặc nhỏ hơn thì thật sự là cũng còn ngây ngô, cũng chưa biết gì, cho nên cha mẹ có phần không tin lắm là đúng. Không phải là không tin tưởng vào con mình, mà là không tin tưởng vào những cái điều mà con mình đang phải đối mặt. Không biết là con có biết là con có đủ sức để mà con trải qua những cái khó khăn thử thách đó hay không. Thì em nghĩ là phải nhờ các bậc phụ huynh nhận cái trách nhiệm này nặng nề hơn. Bởi vì tuổi dậy thì, tuổi thiếu niên thì tụi em vẫn còn rất là non nớt. Vậy thì cho anh đặt một cái trường hợp giả dụ là nếu như không có cái sự phản đối của bố mẹ đối với anh trong thời điểm đó, thì liệu rằng là cái công việc của anh lúc đó và Hoàng Anh của ngày hôm nay có được như ngày hôm nay hay không? Theo em thì nó vẫn như vậy. Bố mẹ em có sự phản đối không quá là khắc nghiệt đâu.
có những gia đình sẽ gây gắt hơn. Gia đình em thì thật ra bố mẹ em cũng rất là hiền. Chỉ bị cái là quá là lo và bảo vệ, bảo bọc con gái. Em nghĩ là em vẫn sẽ theo đuổi con đường này. Bởi vì lúc đó em nhớ là em đam mê rất là lớn và em biết rõ là em muốn được đi theo con đường nghệ thuật. Lúc đó thì em cũng học tốt, cái năng lực học của em thì tốt, cho nên là em cũng không sợ bị ảnh hưởng nhiều. Và hình như lúc đó em biết rõ là bố mẹ thương mình á. Mình biết là bố mẹ rất là thương mình, cho nên mình tin là kiểu gì rồi tới một ngày rồi mình cũng sẽ dụ được thôi. kiểu vậy. Nhưng mà cũng sẽ có những cái tình thương mà em nghĩ là sẽ có phần độc hại. Em đã từng thấy có những bạn của em có những tình thương độc hại đến mức mà nếu mà con không đi theo cái ước mơ gia đình mong muốn thì từ mặt con luôn. Họ cũng thương đó, nhưng mà cái tình thương đó nó đôi lúc nó sai đi mà họ không biết, do cái tôi nó quá lớn, do cái sự đặt hết tất cả tâm huyết, tình cảm và hoài bão vào con mà con lại không làm theo cái con đường đó thì họ đâm ra là họ quá tuyệt vọng. Và họ phản ứng, thật ra họ phản ứng cũng chỉ muốn con làm theo cách của mình thôi, rồi con không làm theo cách của mình thì con sẽ đi luôn. Thì em nghĩ là nó quá đáng tiếc khi mà phải để cái chuyện mà gây gắt đến mức đó xảy ra. Nhiều khi nói đi thì cũng nói lại, cái này anh cũng không có bên phụ huynh đâu. Bởi vì anh cũng đã từng là một cái đứa trẻ cô đơn trong chính cái ngôi nhà của mình. Và anh không có may mắn như anh không có nhận ra được rằng là bố mẹ mình thương mình đâu. Yeah. Phải tới 28 tuổi anh mới hiểu cái chuyện là bố mẹ thương con nó là như thế nào. Yeah. 28 năm trôi qua anh không bao giờ nghĩ tới cái chuyện rằng là bố mẹ mình thương mình. Và 28 năm đó anh cứ nghĩ là cái chuyện mà bố mẹ thương con nó là văn vẻ, nó là chuyện cổ tích, nó là cái gì đó rất là mơ anh hồ. Anh ơi em nổi da gà. Em nổi da gà, thật sự là anh, có nghĩa là mình bị nghi ngờ về cái tình cảm đó, hoặc là mình muốn tình yêu đó được thể hiện bằng một cách khác đúng không? Hay là mình sao? Không hiểu được đó. Mình không hiểu được. Ừ. Bởi vì mình đi học thì mình cũng thấy là ai cũng nói là bố mẹ thương con vô bờ bến. Bước ra ngoài xã hội ai cũng bảo rằng là bố mẹ thương con lắm, tất cả cái gì bố mẹ làm cũng là thương con. Nhưng mà với một cái đứa trẻ mà háo thắng và tự cao như anh thì tất cả những cái gì chống đối lại với anh, tất cả những cái gì cản trở anh thì đó là không có thương anh. Kể cả khi bố mẹ tìm cách kiểm soát anh trong cái công việc, trong cái cuộc sống của mình vẫn nghĩ đó là họ cố gắng kiểm soát và can thiệp vào cuộc sống của mình hơn là thương mình. Và lúc đó anh cũng nghĩ tình thương thật sự chỉ là cái cớ, chỉ là cái lý do để họ có quyền can thiệp vào cuộc đời của người khác thôi. Là lúc đó anh cũng muốn đi theo nghệ thuật đúng không? Ừ, anh có nhiều cái quyết định của mình, anh có nhiều cái mong muốn của mình, nhưng mà hầu hết đều bị bố mẹ cản rồi can thiệp, rồi những cái điều mình nói ra thì cũng không có được ủng hộ. Nhưng mà anh chợt nhận ra một cái điều rằng là cái sự gay gắt của bố mẹ nó đến từ cái sự thể hiện của anh. Bởi vì trước mặt bố mẹ anh còn không đủ bình tĩnh để mà nói chuyện như một người con lễ phép trong nhà, thì bố mẹ không tin rằng anh có thể bước ra ngoài để mà khôn ngoan, khéo léo với người ngoài. Thì chính vì cái điều đó thì anh càng giãy nảy, anh càng cự cãi, anh càng dùng lý lẽ, lý thuyết, luận điểm 1, luận điểm 2, luận điểm 3, gạch đầu dòng thứ 4, gạch đầu dòng thứ 5. Tính ra lúc đó là anh trưởng thành hơn em nhiều á, chứ em là không có đưa ra được lý luận, lập luận các thứ đâu. Ừ, anh có thể cãi mà bố mẹ tắt đài luôn. Nhưng mà sau đó thì người thua vẫn là mình. Bởi vì khi mà mình không có đủ cái sự tinh ý, cái sự tinh tế để mình biết được rằng là đàm phán với một người trong gia đình, đặc biệt là những người lớn hơn mình á, nó cần nhiều thứ hơn chỉ đơn thuần là lý lẽ. Mà đôi khi nhiều khi mình không cần có lý lẽ gì hết á, mình chỉ cần biết cách nói à, thì cái tình thương nó là chính là cái lý lẽ để mà mình thuyết phục được họ rồi. Cho nên sau 28 tuổi nó cũng có một cái giai đoạn mà anh nhận ra điều đó, và anh tự nhiên anh khôn ra, anh biết được rằng à, thật ra không cần lý lẽ, chỉ cần dẻo mồm miệng ngọt tí dụ bà già, dụ mẹ nhà là mẹ sẽ dụ ba giùm, giống như cái cách mà đã có mẹ đồng minh với em. Thì mình chợt nhận ra là đối với người nhà thật ra chỉ cần đơn giản là yêu thương thôi, đúng không? Mẹ ơi, con yêu thích cái điều đó lắm. Để cho bố mẹ thấy được rằng là cái sự yêu thích của mình là nghiêm túc, cái sự yêu thích của mình là đàng hoàng, và mình đủ trưởng thành để mình đi theo cái sự yêu thích của mình, và mình chịu trách nhiệm với những gì mình quyết định, và đủ sức chịu đựng kể cả cái thất bại lớn nhất trong cái trường hợp đó. Thì không có bố mẹ nào mà bỏ con chứ, ngay thất bại cả. Lúc đó anh nói là mẹ ơi, con thích con đường này quá, con muốn đi, nhưng mà lỡ như mà con không có thành công á, mẹ vẫn bên cạnh ủng hộ con nha, có gì giúp con kéo con lại nha. Ít ra giờ ba mẹ còn trẻ nè, giờ cho tôi đi quậy đường này sớm sớm đi, rồi lỡ tôi có gì ông bà còn kéo tôi được. Tính ra là bây giờ khi anh nói vậy thì anh nghĩ thử, tại vì con trai á sẽ khó mà thỏ thẻ theo cách
cách mà anh Tiến vừa nói, có lẽ là vì là em một phần em là con gái cho nên là em dễ thỏ thẻ với mẹ hơn. Còn anh Tiến ví dụ như lúc đó 18, 20 đi, một người đàn ông mà cái độ tuổi mà vừa được bước ra đời, được đi làm á, thì em nghĩ là cái máu nó hăng lắm chứ nó không có được mà thỏ thẻ như vậy đâu. Mình phải trưởng thành, mình phải trải qua bao nhiêu thứ mình mới ngộ ra được nhưng điều mà đó. Mình phải hiểu một điều là chính vì nó hiếm cho nên khi mình làm được thì mẹ cảm thấy vui lắm. Bây giờ hầu như là cái việc giao tiếp trong gia đình đối với anh nó rất là dễ dàng ở cái chỗ rằng là anh thành công thì bố mẹ tự hào, anh thất bại thì bố mẹ ở bên. Cuộc đời của con là bắt buộc phải gắn liền với bố mẹ rồi, vậy thì đâu có lý do gì mà bố mẹ cản con nữa. Giống như cái cách mà Oanh giải quyết rằng là bố thử đến phim trường với con đi, nếu như mình làm được chuyện đó thì thiệt ra không ai cản mình đâu. Chẳng qua là lúc đó nha, thí dụ mà Oanh đi làm mà nhiều khi bố đòi theo, nhiều khi lúc đó mình không có đủ tỉnh táo mà mình còn bị bực nữa, tại sao lại đi theo kiểm soát tôi như vậy. Nhưng thật ra nếu mà mình là cái người chủ động đề nghị điều đó thì bố mẹ thấy yên tâm được rồi. Chỉ đơn giản là cái việc giao tiếp ở nhà của mình á, nó không có giống như cái lúc mình bước ra đời. Nhiều khi mình ra đời mình ngoan, mình hiền với người ta, ai nói gì mình cũng gật đầu dạ, ai không biết làm gì mình cũng ngồi mình tỉ mỉ mình điền hồ sơ giùm người ta, mình chỉ người ta bấm từng nút. Mà về nhà bà mẹ già của mình hỏi con ơi bấm chuyển tiền sao, là bắt đầu cọc với bà ơi nị cũng không biết nữa, tự làm đi, tự lên mạng mò đi. Thì chính vì cái sự khác biệt của mình ở nhà và khi mình ra đường á, làm cho bố mẹ không có hình dung được con của mình nó nhỏ xíu vậy nè, nó ra đường rồi nó làm sao. Bố mẹ không thấy được cái mặt trưởng thành của mình ở ngoài. Và tương tự chính mình không có thấy được cái sự trẻ con của mình khi mình ở trong cái chính ngôi nhà của mình. Và chính vì vậy thì mình không thấy được và ba mẹ cũng không thấy được, thì làm sao mà họ có thể cảm thông được. Cho nên anh nghĩ rằng là thật sự nó chỉ đơn thuần là bây giờ mình chỉ khó mình bình tâm lại, mình tĩnh tâm lại, mình chịu khó giao tiếp một chút xíu, mình chịu khó làm cái điều mà ai cũng thấy khó, đó là nói cái lời yêu thương với bố mẹ. Và đúng như anh nói là con trai sẽ ít khi nào thỏ thẻ được với mẹ, thì mình phải biết tận dụng cái gì càng hiếm thì nó còn có giá trị, mình biết xài đúng chỗ thì nó sẽ ok. Tự nhiên anh nói vậy thì em đang thấy là có thể là em đang giáo dục con em bước đầu cũng khá là đúng. Có nghĩa là con trai của em là khoảng 3 tuổi thôi, vẫn còn rất là bé, nhưng mà em thích ngồi trò chuyện với con và thích ôm con và thích nói những lời yêu thương với con. Và tự nhiên vô hình chung thì con cũng học được những điều đó. Và ví dụ con đi học về là con ôm em, hay là ôm bà ngoại, ôm ông ngoại và nói là con thương ông ngoại lắm hay con thương bà ngoại lắm. Thì mới 3 tuổi mà bé thể hiện được như vậy thì em thấy là nó quá là ấm áp. Nhưng mà coi chừng vậy nè, em thì không biết còn không. Hồi nhỏ là anh cũng đeo ba má anh dữ lắm. Là cái câu đó mình nói cái lúc mà khoảng 3 tuổi, 5 tuổi nó rất dễ nha. Mà bắt đầu đi học ra đường với bạn bè rồi là mắc cỡ, ngại miệng đó. Đúng rồi. Cho nên là em nghĩ là nó sẽ là một cái gì đó nó phải thành thói quen. Thành thói quen. Và cũng như anh nói thôi, nói chung là mình cũng phải bằng tình yêu thương thôi. Và đôi khi cái tình yêu thương của mình nó khắc nghiệt quá mà mình không biết. Thì mình sẽ phải nhìn lại, nhiều khi ở ngoài mình lại cả nể hơn, mình kiên nhẫn hơn. Mà ở nhà thì mình lại dễ nóng nảy, dễ đòi hỏi. Cũng không trách bố mẹ mình được, bởi vì cái thời của bố mẹ anh á là cái thời rất là khó khăn. Cái chuyện cơm áo gạo tiền nó khó dữ lắm. Ba anh là lúc đó là lấy mẹ anh xong rồi, mẹ đẻ ra anh là lúc đó anh 21, 23 tuổi gì đó anh không nhớ. Nói chung mình nhỏ quá mình không nhớ. Nhưng mà anh biết được rằng là ba phải đi lên tới Sài Gòn để đi làm kiếm sống. Mẹ dưới đây ở nhà tập thể, nghèo quá đi dắt anh đi ra chợ rồi mua đồ rồi xong xin được cái gì thì xin, mà còn bị mấy đứa nhỏ nó nói là cái bà này bà ốm bà xấu như phù thủy vậy đó. Bây giờ mẹ khóc, mình nhớ được những cái chuyện đó. Bởi vì nó quá ấn tượng với mình. Nhưng mà mình hiểu được là nhà mình lúc đó khổ quá. Và chính vì khi mà bố mẹ mình khổ á, thiệt sự là bố mẹ không có còn cái đầu óc thoải mái để mà kiên nhẫn với đứa nhỏ, hay là chịu khó ngồi nói chuyện với nó, chịu khó giải thích cho nó hiểu rằng là cái chuyện này là mẹ làm vậy là nó như thế này nè. Và cái sự giao tiếp và cái sự trao đổi giữa hai thế hệ nó không có nhiều, bởi vì lúc đó bố mẹ phải bận lo rằng là làm sao ngày mai có cơm ăn đây, tới ngày đóng học phí của con mình rồi làm sao có tiền cho nó đóng học phí đây, rồi nó bị kêu tên hoài có tội nghiệp đó hay không. Nhiều khi anh không hiểu được cái chuyện đó. Có một cái lần đó là anh thấy bạn bè trong xóm họ đi học tiếng Hoa, anh về anh đòi mẹ anh là phải cho anh đi học, mẹ không cho, anh dậy lên giữa nhà anh nhiều khóc. Khi không đủ tiền để đúng đi rồi. Học tiếng Hoa ba anh về ba anh đánh anh luôn. Thì lúc đó anh tức, cái này mình xin tiền mình đi học mà, đâu phải là mình xin tiền mình đi chơi, mình quậy quản chơi bời gì đâu, tại sao học mà cũng bị đánh là sao. Nằm ăn khóc hoài, khóc mà mệt quá ngủ đi. Bắt đầu cái mình ngủ từ chiều mà tới tối, bắt đầu ba mẹ vô nằm ngủ thì bắt đầu mình giật mình thức dậy. Thì anh làm bộ nằm đó coi coi sao thì thấy mẹ anh khóc, ba ôm. Thì mình mới nghe, mình mới biết được rằng là mẹ nhìn thấy ba đánh anh mẹ đau lòng, bởi vì mẹ không có tiền cho mình đi học. Thì mình thấy được rằng là thì cái đó là mẹ biết cái chuyện đi học của mình là chính đáng đó, chứ không phải không. Ba cũng biết nó chính đáng đó. Nhưng mà ba thấy anh dậy nãy như vậy, mẹ đau lòng quá cho nên ba phải đánh.
thì mình mới hiểu được rằng lúc đó thì biết thôi, bây giờ nghĩ lại mới hiểu nè. Chứ còn anh là nói anh chống đối gia đình tới 28 tuổi rồi. Thì khi mà bắt đầu mình nhận ra cái điều rằng là bố mẹ mình thương mình như thế nào, thì mới bắt đầu sâu chuỗi là tất cả những chuyện trong ký ức của mình, thì mình biết là thật ra là họ thương mình lắm, nhưng mà mình không có hiểu được. Với tụi mình bây giờ khi mà điều kiện nó đã tương đối thoải mái rồi á, thì đúng là cái việc trao đổi với con nhiều hơn, giao tiếp với con nhiều hơn và cho con cái quyền nó được nói, được chia sẻ với mình. Nói chung là mình phải tôn trọng con. Thì sẽ thoải mái lắm, bởi vì đơn giản chỉ cần cho con nó biết rằng là bố mẹ thương con và bố mẹ muốn con có một cuộc đời tươi đẹp, và cho dù con làm gì đi nữa thì bố mẹ vẫn ở bên cạnh con. Cái kiểu như vậy á, thật ra anh ao ước cái điều đó. Nhưng mà mãi cho tới khi anh tự chủ được về tài chính, mãi cho tới khi anh đã có những cái thành tựu nhất định rồi, thì đó cũng là cái điều anh khao khát mà nó không có đạt được. Và nếu như hồi nhỏ anh nằm dãy giữa nhà chỉ vì mẹ không cho tiền anh đi học tiếng Hoa, thì năm 27, 28 tuổi thì mẹ lại nằm dãy giữa nhà của anh, mẹ khóc bởi vì con không có thương mẹ. Sau đó mình mới thật ra là mình có thương mẹ mà mình không thể nào mà mình thể hiện, mình không thể hiện được, hay mình không nói nên thành lời được cho mẹ biết cái điều đó. Không thương thiệt. Lúc anh là, đối với anh lúc đó là anh ghét mẹ đó. Nhưng mà tự nhiên có một cái điều gì nó dẫn tới cái chuyện tới mức như vậy anh nhỉ? Đó là một cái ngày đẹp trời, mình cũng là một dược sĩ tiến quanh quanh liệt liệt, cũng oai phong lẫm lẫm, đi ra ngoài thì được người ta khen là khéo léo, tinh tế, biết nhường nhịn người khác. Và cái sự nhường nhịn của mình nó tới một cái cực điểm rằng là mình bị uất ức, là tại sao người ngoài lại có thể ức hiếp mình nhiều tới như vậy. Lúc nào cũng muốn hơn mình, lúc nào cũng ức hiếp mình, và mình lại phải bỏ ra một cái sự thiệt thòi mà lẽ ra mình không xứng đáng được nhận, chỉ vì mình muốn giữ cái mối quan hệ đó với họ, để củng cố cái mối quan hệ đó với họ và chịu hết thiệt thòi về phần mình. Và về cái nhà mình nằm trong phòng mình ấm ức, mình khóc xong rồi mình chợt nhận ra có phải mẹ mình cách đây không lâu cũng nằm khóc y chang mình như vậy không? Vậy thì phải chăng là hổm rày mình chỉ ra đường mình giỏi để người ta ăn hiếp thôi, mình về nhà mình lại ăn hiếp mẹ mình y chang như vậy. Mình bắt đầu mình nhìn lại rằng là thì ra đó giờ cái người phải chịu đựng là bố mẹ mình phải chịu đựng mình, chứ không phải là mình chịu đựng họ như mình đã tưởng. Và mình nhận ra là mày ngu quá tiếng ơi. Hai ông bà già này mới là khách VIP của mình khách VIP mà mình phải chăm sóc trọn đời nè. Tại sao mình không chăm sóc? Mình ra chăm sóc những cái mối quan hệ vụn vặt ngoài kia để rồi mình bị người ta ức hiếp, trong khi mình về đây mình chăm sóc họ đi. Mình sẽ được họ đối đãi như thế nào nữa cơ? Trong khi thời gian qua mình tệ với họ như vậy mà họ vẫn là cái người chịu đựng mình. Anh em mình mà nhận ra được điều đó là mình quá may mắn rồi. Có nhiều người ta không nhận ra được điều đó, và mãi người ta không có thay đổi được cái cách giao tiếp của người ta đối với cha mẹ. Giống như anh nói, em thấy là em cũng mới đổi được đây thôi. Tự nhiên khi em làm mẹ rồi là em hiểu hơn nhiều lắm về những cái hy sinh của mẹ em. Hồi đó em cứ thắc mắc là sao mẹ dữ, hay nhéo lỗ tai, hay la, hay mắng, hay này kia. Nhưng mà khi mình có con rồi thì mình mới phát hiện ra là mình có những cái mình muốn nó là tốt nhất cho con của mình. Nó phải là như vậy. Mà nó không làm như vậy thì mình bực lắm, mặc dù mới 3 tuổi thôi. Ví dụ như là con trời mưa hay là trời gió đi ra đường ướt hết rồi dọc đất, dọc cát rồi ăn bỏ miệng, trời ơi, điên lắm chứ. Mình la lên là bởi vì mình cũng chỉ sợ con mình bị tổn thương thôi. Nhưng mình không có biết là trong đó nó có những cái niềm vui riêng của nó. Được khám phá, được tận hưởng thiên nhiên các thứ. Sau này em cũng cố gắng em tôn trọng tất cả những cái mong muốn, cái sở thích của con em. Mặc dù là mình vẫn đứng đó mình coi, mình quan sát, và mình sẽ cố gắng né những cái gì nguy hiểm nhất có thể. Nhưng mình cố gắng là mình không can thiệp quá nhiều, để cho con được chơi cái thứ mà con thích chơi. Về cái cách giao tiếp với mẹ em cũng vậy. Tới bây giờ mẹ em vẫn lâu lâu cũng hơi gắt gỏng lên. Thì bây giờ nó không giống như ngày xưa. Hồi xưa mà mẹ gắt gỏng thì mình gắt lại. Đúng. Nhưng mà bây giờ mẹ gắt gỏng thì em lại nói vậy nè: ủa mẹ, sao mẹ kêu con bằng mày? Thì mẹ em lại cười. Nghĩa là gắt lên cái là: sao tao nói mẹ không nghe? Nói: mẹ ơi, sao mẹ kêu con bằng mày? Mẹ phải kêu con bằng con chứ hả? Thế là mẹ em cười. Mấy đứa nhỏ nó sẽ quan sát hết những điều đó. Dạ. Chính cái cách của em sẽ là cái mà mấy đứa nhỏ nó sẽ tiếp thu và nó hấp thu vào người nó hồi nào mình không hay á. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ mình biết chuyển hóa từ những cái lúc căng thẳng, tự nhiên mình chuyển thành hài hước. Thế là mình cũng giúp mẹ mình được chuyển hóa những cái cơn giận, hay là đó nó chỉ là những cái thói quen nổi giận mà em nghĩ nó hay xảy ra trong gia đình của người Việt Nam mình đôi khi, hay là người miền Nam ta. Tại vì em nghĩ người miền Nam thì tính tình nó khá là thẳng ra, là có cái gì là thể hiện liền, bộc trực, chứ không phải là kiểu vòng vo rồi nhẹ nhàng cứ bực lên là xả ra đó, thì nó sẽ dễ đối đầu liền luôn, ngay lập tức luôn.
Sao biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong cái khoảng thời gian hơn 30 năm chút xíu của tụi mình. Thường thấy được rõ ràng là cái sự quan trọng của việc giao tiếp. À, có thể đôi khi cũng chỉ là một cái lời nói thôi, nhưng mà cái thái độ và cái cách mình phản ứng lại nhiều khi chuyển hóa được hoàn toàn. Dạ. Mà cái bài học này nhiều khi nói với mình, chính mình về nói với mình hồi mình còn trẻ nhiều khi mình cũng không có nắm được nữa. Mà tới bây giờ mình mới thấy được cái giá trị của nó. À, có chiêu đượm được hết á. Dạ. Không có chuyện gì mà giao tiếp làm không được cả. Chỉ đơn giản là bây giờ mình bản lĩnh hơn thôi. Ừ. Ngày xưa mình nổi giận là, em thấy nổi giận là do mình thiếu bản lĩnh thôi. Đúng. Đồng ý. Dạ, có một câu trên mạng người ta cũng hay ghi thôi. Nóng giận là bản năng, mà bình tĩnh là bản lĩnh. Bây giờ thì mình nghĩ là mình cũng trải qua rất là nhiều mới có được cái sự bình tĩnh này. Nhiều người hỏi em là làm thế nào để học được nó từ sớm. Em nghĩ chắc cũng khó. Tại vì cái sự bản lĩnh và cái sự trưởng thành chỉ có tự mỗi người tự trải qua, tự va vấp, tự học thôi. Không ai dạy được. Thậm chí hiểu cái lúc mình 20 tuổi hay 18 tuổi, có nhiều người ngồi xuống nói mình là con phải bình tĩnh đi, con phải này kia. Mình đâu có làm được, đâu có hiểu, thậm chí mình không tin vào điều đó, mình không chấp nhận nữa. Ừ. Chỉ có đời dạy mình. Vậy thì bây giờ qua được cái giai đoạn 1 của em, đó là giải quyết được cái sự khác biệt về mong muốn nghề nghiệp giữa hai thế hệ. Dạ. Giờ tới giai đoạn 2, bước vô công việc rồi. Nó khác gì với cái sự bình yên của cái cuộc sống gia đình mà anh đã được bảo bọc từ nhỏ? Đối diện với nó như thế nào và vượt qua nó ra sao? Dạ, khác nhiều là bởi vì cái lúc mà em nói em muốn trở thành người dẫn chương trình anh Tiến, cả nhà em phản đối luôn. Cả nhà em là kiểu há hốc mồm và ngạc nhiên luôn. Một con nhỏ mà gần như là rất là giống như gần như tự kỷ vậy đó. Có nghĩa là em một đứa cực kỳ hướng nội và em rất ít nói chuyện. Thậm chí đi học này là không tin là ít nói chuyện đó, nãy giờ nói chuyện còn hơn tôi nữa đó. Nhưng mà đó, thấy không, bởi vì anh không tin thì sao? Gia đình em cũng không tin. Ở đó là em đi học là em cũng có một người bạn duy nhất trong lớp à. Về nhà thì cũng ít nói lắm, đến mức mà mình nói mình làm MC cả nhà gì không nói chuyện, làm MC vậy mà không biết tại sao lại không biết. Mình coi TV rồi mình nung nấu cái ước mơ là được làm người dẫn chương trình. Chính nhờ cái ước mơ này giúp em thoát ra khỏi cái vỏ bọc của bản thân, thoát ra khỏi những cái rào cản về giao tiếp, về ngôn ngữ. Bây giờ em nói vậy mọi người không có tin, không có tin là ngày xưa là khửi miệng ra cũng không nói một câu. Tới mức mà hồi đó em nhớ là hồi đó em học trường chuyên trọng điểm chất lượng cao luôn đó anh. Là học cũng khá tốt mới được vào cái trường đó của thành phố. Rồi ở trong lớp là cũng khép kín quá, không nói chuyện với ai. Đến mức mà có bạn nghĩ là mình chảnh và kéo băng nhóm đến đánh mình. Trời đất ơi. Bởi vì nghĩ là mình chảnh, không nói chuyện với ai. Nhưng thật sự là mình không biết nói gì và mình không dám nói. Mình khép kín đến mức như vậy á. Bởi vì cái niềm đam mê làm MC quá lớn. Cái là tự nhiên mình cố gắng mình vượt qua cái sự đóng băng của mình, phá bỏ cái lớp băng đó. Để mình chịu nói chuyện, mình chịu giao tiếp. Thì em nhớ là đó, giống như anh cameraman này đang quay em này nè. Ngày xưa đó là em chưa có nói chuyện trước 100 khán giả, 1.000 khán giả, hay là thậm chí bây giờ có những cái concert mà cả mấy chục ngàn khán giả. Ngày xưa chỉ có anh cameraman với em vậy thôi nè. Em nói một câu 20 lần vẫn vấp, tới mức mà cái anh cameraman ảnh muốn quăng cái máy luôn. Anh nói em có nói được không vậy? Quăng em có nói được không anh? Ủa vậy rồi sao ngộ hết ta? Mình cảm thấy là trời, mình cũng tự nghi ngờ, chết cha rồi, mình thích cái nghề này, mình làm được không trời? Nói có một câu với cái máy thôi á, chưa có ai nhìn mình hết trơn á, mà nói hoài cứ dấp, nói là dấp. Lúc đó là chương trình đầu tiên truyền hình là em làm cho Gia One TV. Trước đó mình chưa có làm gì hết mà sao vô được Gia One để mà làm rồi, rồi sao mà có chuyện đó thể xảy ra? Là từ cái cuộc thi của anh Tùng Leo đó. Là cuộc thi đó là em tham gia, là em chỉ thi năng khiếu thôi, thí dụ như thi hát rồi thi đọc thơ. Đó, từ cuộc thi đó thì em mới nói ra cái ước mơ của em năm 16 tuổi với anh Tùng là em muốn làm MC. Thì lúc đó là anh Tùng mới nói vậy thì thử đi, anh cho vào một vài chương trình thử. Thì lúc đó mới thử lần đầu tiên. Thật ra lần đầu tiên em làm MC là trên sân khấu. Thì trên cái sân đó, khấu đó, cái người chị mà dẫn chung với em á, chỉ quạo luôn. Tại vì em run quá, em run quá, em cặp kịch bản mà em cứ hỏi đi hỏi lại cái kịch bản, rồi em mới nói giờ sao. Chị nói em ơi em bớt run đi, em run quá, em lấy cái sự run của em qua chị làm không được. Là như vậy. Rồi đến cái lần thứ hai làm là được làm một cái show truyền hình dành cho các bạn teen á, ở trên Gia One TV á. Đó là cũng trời ơi, một số quay, một số người ta phát có 15 phút à, mà mình làm hơn một tiếng đồng hồ chưa xong nữa, là mình cứ dấp rồi quay đi quay lại, dấp rồi quay đi quay lại.
cảm thấy là biết ơn tất cả những anh chị ekip quay phim làm truyền hình hồi đó là đã thông cảm cho Hoàng Oanh cái giai đoạn mà non nớt, là một số mà quay tới hơn tiếng đồng hồ chưa xong. Em mắc cười quá, em cũng thấy là đúng là hồi xưa người ta hay nói một câu anh Tiến, ví dụ như mày làm bằng gì, làm bằng niềm tin nè. Anh đang muốn thắc mắc cái điều đó đó. Cái câu này câu cửa miệng, có nghĩa là có những cái chuyện mà người ta nghĩ mình không làm được. Nhưng mà cái vấn đề là thường là người ta sẽ thích cái điều mà người ta giỏi. Còn lần này em chưa từng giỏi đó lần nào luôn mà em thích, thì anh không biết là cái sự thích đó nó xuất phát từ cái chỗ nào. Thí dụ em coi một cái chị MC kia làm, cái em thấy được người ta vỗ tay ngưỡng mộ quá mình thích. Hay là bởi vì ở nhà u uất quá không nói chuyện được, bây giờ thích một cái nghề được nói nhiều. Hay là cái nguyên nhân cái sự thích này nó bắt nguồn từ ở đâu ra mà cái thích của em nó lạ lùng ghê á. Em cũng nhiều lần em tự hỏi, em không có xác định một cái nguyên nhân nào cụ thể. Thật ra là ngày xưa em cũng giỏi văn, em đi thi học sinh giỏi văn cấp thành phố đó, em được trường thưởng tiền để đi thi mà. Cái đồng tiền đầu tiên của em là cái đồng tiền được đi thi học sinh giỏi cấp thành phố, lúc đó được 50.000 là lớn lắm á, được thưởng 50.000 đó là lớn lắm á. Thì lúc đó là mình chỉ giỏi viết thôi, thì mình xem truyền hình riết, mình xem truyền hình mỗi ngày, mình thấy các cô ở trên thời sự nè thấy hay quá, thấy tự tin bản lĩnh quá, rồi mình thấy chị Quỳnh Hương dẫn thay lời muốn nói cảm xúc quá, xúc động quá, rồi chị Đỗ Thụy dẫn Trúc Xanh nè, đó cũng rất là hay, rất là thông minh, dí dỏm. Thế là mình thấy những cái hình mẫu các chị đang làm rất là tốt cái công việc của mình, là một người phụ nữ rất là, nói chung là mình thấy một người phụ nữ rất là tài năng, xinh đẹp, và mình đang ngồi say mê ngắm nhìn lắng nghe các chị như vậy nè, thì mình mong ước đến một ngày nào đó mình cũng sẽ là người ở trên TV và khán giả cũng sẽ lắng nghe mình như thế. Tới hôm nay em nói chuyện với anh em mới tìm được cái định nghĩa, rồi em hiểu rồi. Trời, hôm nay mới hiểu. À, em hiểu rồi. Vậy là em mong muốn được lắng nghe. Có lẽ là em ít chia sẻ, em ít nói chuyện. Cho nên mình luôn cảm thấy là mình không có nằm trong cái thế giới này và người ta không có hiểu mình. Cho nên có lẽ là một phần là mình cảm thấy là cái việc mà mình nói được cái gì đó mà gây được cảm xúc với người khác, khán giả là một cái điều rất là tuyệt vời, và người ta lắng nghe mình là một cái gì đó rất là trân trọng. Cho nên có lẽ những cái điều đó là khiến em đam mê công việc này. Lúc đó thì em chưa hình dung ra được, nhưng mà tới bây giờ thì em cảm thấy cái công việc của mình nó quá tuyệt vời, nó cho mình cái cơ hội được trải nghiệm rất là nhiều. Như hàng ngày em được gặp biết bao nhiêu người, được lắng nghe biết bao nhiêu câu chuyện, được học từ rất là nhiều những cuộc đời khác nhau, và đặc biệt là mình được kết nối. Cái quan trọng đó là mình là người kết nối. Thì có lẽ sâu thẳm bên trong cái cô bé 16 tuổi lúc đó mong muốn được trở thành một người dẫn chương trình, bởi vì cô ấy mong muốn được một sự kết nối với tất cả những người xung quanh. Một cái sự kết nối mà mọi người nhìn thấy cô ấy. Thì em nghĩ như vậy. Mới đúng không ta? Hôm nay mới nhận ra qua câu hỏi của anh Tiến đó nha. Em thì có thể là em may mắn hơn một số các bạn trẻ khác. Yeah. Khi mà các bạn đôi khi cũng có sự yêu thích đó, nhưng mà lại không có vẽ được cái chân dung của chính mình mà mình mong muốn mình ở tương lai. Em thì em đã nhìn thấy được một cái hình tượng, một cái hình mẫu, một cái vị trí tương đối rõ ràng rằng là à, tôi thích cái hình tượng như vậy, tôi thích cái vị trí như vậy, tôi thích cái cảm giác được người khác lắng nghe và chia sẻ như vậy. Và cũng chính vì vậy thì em có cái mục tiêu. Yeah. Em biết là em sẽ cần phải đi như thế nào, và à, tôi chỉ cần biết là tôi muốn tới đó thôi, và con đường có trong gai cỡ nào thì tôi cũng sẽ đi tới đó được, bởi vì tôi biết tôi sẽ đi tới đó được. Bởi vì cơ bản là cái vị trí đó chính là cái vị trí tôi muốn. Dạ. Em nhìn thấy được rõ mục tiêu của mình. Dạ, nhưng mặc dù là có nhiều lần em lạng lách. Ví dụ như em làm MC một thời gian, thật ra em làm từ năm em 16 tuổi. Cho đến tận 19 tuổi em mới bắt đầu em đăng ký một cái khóa học MC chính quy ở nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Thì đến lúc đó thì một thời gian dài em làm những chương trình của các bạn teen, thì em cứ cảm giác là không lẽ mình cứ với nhà với nhảnh rồi mình làm những chương trình thiếu nhi thiếu niên như vậy hoài, mình cũng phải có lúc mình lớn lên và mình cũng mong muốn mọi người công nhận cái tài năng của mình và được mọi người biết đến. Nhưng mà lúc đó em không biết làm sao hết, thì em đi thi hoa hậu. Đó là cái khúc lạng lách đầu tiên của em. Tự nhiên em muốn làm người dẫn chương trình, nhưng mà em đi thi hoa hậu. Chỉ đơn giản là bởi vì em thấy tự nhiên có một cuộc thi mở ra mà mọi người đang quan tâm chú ý quá. Thì mình nghĩ à, nếu vậy mình bước vào cuộc thi này thì thứ nhất là mình sẽ có một cái môi trường mình gặp gỡ nhiều người hơn, mình học hỏi nhiều thứ hơn, được gặp những anh chị truyền thông báo chí nè, rồi những kênh truyền hình nè. Rồi nếu như mà mình có một cái danh hiệu nào đó
thì nó cũng sẽ tốt cho cái bước đi trong nghệ thuật của mình. Lúc đó mình chỉ nghĩ tới đó thôi. Thì mình nhào vô một cuộc thi hoa hậu vậy đó. Mà anh biết một đôi giày 5cm em còn chưa đi nữa. Thì lấy đâu mà mang giày một tấc như mấy chị bây giờ. Là mình cũng chưa, cũng kiểu như mình cũng cứ lần mò từ những bước nhỏ nhỏ. Mình làm những cái chuyện mà mình chưa bao giờ làm. Mình cứ đâm đầu mình làm vậy đó. Thật sự bây giờ em nghĩ lại là đúng là em liều. Em rất là liều luôn. Em cứ đâm đầu em làm những cái chuyện mình chưa bao giờ em đi làm. Nếu mà ở khía cạnh của anh lúc đó thì anh nghĩ nó là lạng lách. Nhưng mà anh bây giờ nếu mà mình ngồi mình nghĩ lại thì nó cũng là một trong những cái chiến lược để mà mình củng cố thêm nhiều cái nền tảng cho cái sự nghiệp của mình. À, mình xác định được rằng là mình làm MC, nhưng mà rõ ràng là khi mình có thêm những cái danh hiệu khác và đặc biệt là khán giả biết tới mình nhiều hơn thì công việc MC nó cũng sẽ thuận lợi hơn. Dạ, hồi xưa mình đâu có nghĩ đó là một cái chiến lược gì đâu anh. Lúc đó mình mới coi lúc mà em thi là em 21 tuổi. Lúc đó mình chỉ nghĩ là mình không thể nào mình cứ dẫn chương trình tuổi teen hoài trong khi mình đã 21 tuổi. Thì mình cứ nhào vô một cái cuộc thi người lớn để mình được trải nghiệm, mình được có nhiều mối quan hệ hơn. Mình chỉ nghĩ vậy thôi. Cuối cùng là may quá, mình cũng lúc đó đúng rồi, là còn một cục mốc nữa là em có đặt ra là em tốt nghiệp khoa học xã hội nhân văn xong thì đáng lẽ là em đi làm cô giáo tiếng Anh. Thì lúc đó em cũng đặt ra là ok, giờ mình đi làm cô giáo hay là mình tiếp tục theo con đường nghệ thuật đây. Lúc đó thì cái câu hỏi mà mình đi theo con đường chuyên nghiệp nó mới được đặt ra. Tại trước giờ mình làm là part time, vừa đi học vừa đi làm. Rồi vì mình tốt nghiệp xong, ok giờ mình đi làm cô giáo hay là mình đi con đường nghệ thuật. Tại vì nghệ thuật mình không biết là mình làm được tới đâu. Thì em có đặt ra là ok, bây giờ mình sẽ thử trong vòng 1 năm. Trong 1 năm đó mình thấy thứ nhất là mình có khả năng, và thứ hai mình có duyên, thì mình sẽ làm tiếp. Còn nếu mà sau 1 năm đó mình thấy mình èo ột quá thì thôi mình đi về mình làm cô giáo. Thì may quá trong 1 năm đó mình phấn đấu thì mình làm được. Vậy là cái phương thức của anh để mà có thể trả lời được cái câu hỏi rằng là giữa hai con đường này mình phải chọn con đường nào, thì cách của anh đó là đặt ra một cái deadline, một cái hạn chót cho chính mình ở một cái con đường này. Mà thật ra nói là cái con đường mình thích hơn, nhưng mà mình nói thôi bây giờ phải tỉnh táo, tôi thích đi con đường này thiệt đó, nhưng mà tôi đi vô 1 năm đi, và cho mình hạn chót 1 năm để có một câu trả lời chính xác cho mình rằng nó có phù hợp hay không. Dạ đúng rồi. Anh Tiến có bao giờ phải trải qua giống em không, là thí dụ mình muốn làm cái này nhưng mà mình phải lạng qua cái kia mình làm, hay là để mình thử nghiệm không? Em có cảm giác, hơi em đoán thôi nha, em á là một đứa có lẽ là hơi an toàn vì em được giáo dục trong một gia đình rất là truyền thống, cho nên em có cái sự sợ hãi, có nghĩa là nếu mà em không làm con đường này á thì em vẫn có thể lùi về em làm con đường khác. Nhưng mà em có cảm giác một người như anh Tiến thì cái lúc mà anh quyết định đi theo con đường đó là anh quyết tâm, dù anh có fail bao nhiêu lần đi nữa, 5 năm, 10 năm anh cũng sẽ phải chinh phục được cái con đường đó. Thì không biết hồi đó anh có nghĩ như vậy không? Nó đơn giản là cái sự cay cú và cái máu hơn thua. Nói chung là anh hiếu thắng hơn em. Và bây giờ lỡ đi con đường này rồi, lỡ cãi cha, cãi mẹ, cãi thầy, cãi cô, cãi bạn, cãi bè, cãi anh, cãi em, cãi đồng nghiệp để mà đi con đường này rồi, thì cỡ nào cũng phải đi tới cùng, bởi vì quay về nhục lắm. Vậy là em đoán đúng không? Nó không phải là cái kiểu mà mình kiên trì bởi vì yêu thích cái con đường này quá. Mà bởi vì muốn khẳng định bản thân cho nên mình yêu nó hồi nào mình không hay. Anh nghĩ là nếu con đường này của anh mà nó thuận lợi từ đầu thì có khi anh đã không đi được tới cùng, và nó cũng chỉ là một cái con đường nào đó mình chỉ thử nghiệm chút xíu, thấy vui quá rồi thôi đi về. Nhưng mà cũng chính bởi vì anh nghĩ cái sự phản đối đó là cái sự may mắn, và cái tính hơn thua của anh nó cũng là một cái sự may mắn. Bởi vì hai cái đó cộng gộp lại, một cái thằng có máu hơn thua lại gặp bề dày các mối quan hệ của mình, cái hệ sinh thái của mình cho mình cô độc trên một cái con đường mà người ta chỉ ngồi nhìn mình thất bại thôi, thì anh không cho phép mình gục xuống. Trời, em tưởng tượng em thấy nó rất kinh khủng nha. Em không tưởng tượng được là anh đã vượt qua được những điều đó như thế nào. Nhưng mà em nghĩ là may mà đó là anh. Chứ nếu mà đó là em thì em phải coi lại nha. Cũng hơi khó đó, tùy tính cách mỗi người á. Thật ra em thấy em cũng có cái sự quyết tâm rất là lớn. Nhưng mà để mà cả gia đình mà đều ngăn cản như thế, thấy cũng hơi khó khăn. Nhưng mà thật ra thì em thấy là cuối cùng thì cái chốt của em nó vẫn là cái năng lực bản thân. Lúc đó thì em cũng xem lại cái năng lực bản thân, mà anh Tiến lại là người còn vượt qua cả cái năng lực bản thân. Có nghĩa là anh nói là anh cũng chưa biết là anh có thích nó lắm hay không, nhưng mà bởi vì anh đã lỡ chọn rồi nên là anh phải đi theo. Vậy thì anh là một người quá là quyết tâm cho một cái mục tiêu của mình. Năng lực thì thiệt sự là ở cái thời điểm mà mọi người cản, ở cái thời điểm mà anh nhận được những cái lời nhận xét không tốt,
về cái năng lực của mình, thì ở thời điểm đó năng lực anh không có thật, và những lời người ta nói về anh là đúng thật. Ừ. Anh đã từng bị nhận xét rằng là hát không ra gì hết, làm sao đi được con đường này để làm nghệ thuật ca hát. Giọng hát của mày nhiều khi còn thua cái tiếng ở hơi của người khác nữa. Trời ơi, ai mà nói kỳ vậy? Nhưng mà lúc đó họ nói đúng. Mà cái cách nói thì sát thương quá. Anh, thì có đó. Những người cái ngôn ngữ họ đầy tính sát thương. Và anh nghĩ là ở thời điểm đó, bây giờ mình quay lại mình nhìn vào những cái lời nói của họ, và thậm chí có những người họ góp ý với mình rất là chân tình rằng là Tiến ơi, em không có hợp đâu, em đừng có làm. Bởi vì anh hoặc chị nhìn thấy em làm một hai cái này rồi là thấy nó không có hợp với em. Em về em làm cái vị trí bên kia đi, em sẽ được người ta trọng vọng, em sẽ được người ta tôn kính, em sẽ được người ta lắng nghe, em sẽ có cái vị trí ở một cái lĩnh vực mà em ngồi ở hàng đầu ở trong cái lĩnh vực đó rồi. Thì tại sao em phải làm một cái lĩnh vực mà em thiệt sự là không có giỏi và không có năng khiếu? Mình cũng nghe và mình hiểu được rằng họ thật sự không có ý đả kích công kích gì cả, và đó là những lời góp ý mang tính xây dựng và muốn tốt cho mình. Nhưng mà sự lì lợm nó là một phần, mà cái tiếp theo nữa đó là mình cũng có yêu cái con đường này thật. Nhưng mà tại sao yêu á, thì đôi khi chính bởi vì nó khó khăn với mình quá. Mình đã tốn 20 mấy năm để mình yêu nó rồi, mình tốn 20 mấy năm để mình cố gắng vì nó rồi. Bây giờ kêu 1-2 ngày mà bỏ nó luôn, bỏ không được. Dạ. Bỏ không được bởi vì mình tiếc mấy chục năm thanh xuân của mình là một. Cái thứ hai là mình đã sống vì nó 20 mấy năm rồi, giờ tự nhiên nó thành máu thịt của mình hồi nào rồi mình không hay. Đôi khi giữa hai người dưng với nhau không có máu thịt gì hết mà sống cùng nhau, còn thương nhau tới mức không thể rời bỏ được, thì làm sao một cái niềm đam mê nó sống với mình từ hồi nhỏ cho tới bây giờ. Anh đã thử bỏ nó 2 năm, không còn ngân nga bất kỳ một cái giai điệu nào nữa, không còn nghe bất kỳ một cái bài hát nào nữa, và hoàn toàn không còn sự tồn tại của âm nhạc trong cái cuộc sống của anh luôn. Như cho tới một ngày anh được rủ đi coi ca nhạc ở một cái phòng trà, thì chỉ sau 2 bài hát vang lên ca sĩ hát thì nước mắt anh rớt. Nhưng mà lúc đó anh mới nhận ra rằng là thì ra nó còn nằm trong đây nè, nó vẫn còn đó, không đâu hết. Và anh chợt nhận ra rằng là mình luôn tỏ ra là thằng Dược Sĩ Tiến là nó quay lắm nha, thằng Dược Sĩ Tiến là nó mạnh mẽ lắm nha, thằng Dược Sĩ Tiến là không ai ăn hiếp nó được nha. Nhưng mà thật ra không phải như vậy, chẳng qua anh chỉ là bọc cái áo giáp bên ngoài mình và nhét cái thằng Tiến yếu đuối vào bên trong của mình. Mình bất công với nó, mình không cho nó được ra ngoài. Thì mình thấy một lần nữa, trước đây mình tệ với bố mẹ mình, còn 2 năm qua mình tệ với chính mình. Chính cái niềm đam mê và cái sở thích và cái yêu thương của mình, mình không đủ dũng khí để mình móc nó ra ngoài. Cái việc bước chân vào showbiz á, nó cho anh nhiều cái giá trị. Bên cạnh cái việc gặp gỡ nhiều người mà nó còn cho anh cái sự trưởng thành. Anh nghĩ nếu anh còn là một giảng viên của trường đại học y thì tới bây giờ anh vẫn sẽ chỉ là một thằng Tiến mạnh mẽ bề ngoài nhưng mà bên trong vô cùng yếu đuối mà mình không biết. Đúng là khi mà mình tự tin, mình cởi bỏ ra tất cả mọi cái khúc mắc và mình dám là chính mình thì mình sẽ hạnh phúc hơn. Và lúc đó là mình mạnh mẽ lắm. Yeah. Em cũng nghĩ như vậy, tại vì em từng là một đứa là rất là an toàn và rất là tự ti. Em nghĩ một phần đó là có thể là trời sinh cái tính nó tự ti hay sao, em không biết. Tại vì cái sự tự ti đó nó là từ nhỏ ra. Tự ti về cái gì? Em không biết. Em sinh ra đã là một người rất là hướng nội, rất là khép kín, rất là tự ti rồi. Sinh ra là như vậy rồi. Bởi vậy mới nói là em biết ơn cái con đường này. Đơn giản chỉ có một mục tiêu, chỉ có một ước mơ duy nhất, mà nó làm thay đổi hoàn toàn cái cách sống và cái nhân sinh quan của em luôn. Trên cái con đường mà chinh phục cái mục tiêu của mình, chinh phục ước mơ của mình, thì em cởi bỏ cái lớp vỏ tự ti đi. Em chịu khó, em rèn luyện nhiều hơn, thì chỉ có cái sự rèn luyện mình càng ngày càng giỏi thì mình mới tự tin lên. Càng ngày cái công việc nó đòi hỏi mình giao tiếp nhiều thì bắt đầu mình mới cởi mở hơn, mình trò chuyện nhiều hơn. Chứ còn ngày xưa thì mình giống như là mình ở trong một vỏ ốc vậy. Và mình cảm giác từ lúc mình sinh ra là mình đã như vậy rồi, chứ không phải là mình bị một cái lý do gì gây ra. Thì em nghĩ là để mà vượt qua được tất cả những cái vỏ bọc, những cái bản năng bên trong của mình thì ai cũng cần rất là nhiều cái sự nỗ lực và một mục tiêu để phấn đấu. Giống như anh nói là anh có một cái mục tiêu là phải chứng tỏ cái năng lực của mình. Khi mà mình được tự do với cái niềm yêu thích của mình thì mình sẽ trở nên là cái phiên bản tuyệt vời nhất mà không giống ai hết. Ví dụ thôi, là ví dụ như em nghe chị Hà Trần hát thì em cảm nhận được là một cái sự tự do tuyệt đối từ chị ấy. Có nghĩa là ngày xưa chị hát đã hay rồi, nhưng mà bây giờ chị hát là càng ngày nó càng hay một cách khủng khiếp. Nó vượt qua tất cả mọi giới hạn, không biết nói làm sao. Vượt qua mọi cái giới hạn của kỹ thuật, của cảm xúc, khuôn khổ, những dòng kẽ của một bài hát. Mà mình cảm thấy là khi một người nghệ sĩ người ta được tự do nhất là chính mình, được vẫy vùng trong cái thế giới của mình, thì người ta tuyệt vời nhất mà không cần phải so sánh với ai hết. Mình có ước mơ, ví dụ như anh Tiến đam mê ca hát thì mình cứ hát.
mình cứ là chính mình chẳng việc gì mình phải giấu nó vào. Em là một con người khá là an toàn, và ngày xưa em nghe rất là nhiều người nói là em nhạt. Em nghe rất là nhiều người, ví dụ như có người mời phỏng vấn thì sẽ sợ là oanh nhạt lắm, phỏng vấn không có gì để nói, mà muốn giật tít, muốn câu view, muốn drama cũng không có nữa. Lúc đầu em cũng rất là buồn, nhưng mà rồi dần dần em học được cách em chấp nhận bản thân mình là em là như vậy. Qua rất là nhiều chuyện thì cái điều gì để mà em luôn luôn vui vẻ, luôn luôn mỗi chuyện xảy ra em đều hỏi một câu là oanh, mày cần cái gì nhất? Thì lúc đó em trả lời là em cần sự bình an nhất. Đó là em, đó là con người của em. Cho nên là nhiều lúc thí dụ mà kêu em là kể xấu người này, nói xấu người kia, hoặc là đem ra những cái câu chuyện kịch tính để mà lấy được nước mắt hay là lấy được truyền thông hay gì đó, thì em sẽ không làm. Tại vì em cần bình an. Em cần cái điều đó. Em không có thể hy sinh cái sự bình an của em vì bất cứ một cái điều gì khác trong chốc lát được. Và thí dụ em có một cái nhóm bạn thân, thì trong nhóm bạn đó thì ba đứa đều là ba tính cách khác nhau. Một bạn thì em thấy giống một cái ly tequila, rất là chất chơi, rất là sành điệu. Một bạn thì giống như là một ly chanh muối, rất là thú vị, rất là sống động. Nhưng mà em thì có thể là một ly nước vậy thôi. Em chỉ là một ly nước. Đôi khi nó nhạt, đôi khi nó quá bình thường, nó quá an toàn. Nhưng mà mọi người có thể uống nước mỗi ngày đúng không? Không thể thiếu nước mỗi ngày. Nói chuyện với Oanh nãy giờ anh thấy em khá là kiểm soát. Có bao giờ em nghĩ chính cái sự kiểm soát đó của mình đối với chính bản thân mình, trong từng cái lời nói, trong từng cái nội dung, trong từng cái biểu cảm cảm xúc, nó hạn chế cái sự tự do của em về mặt cảm xúc và giao tiếp với khán giả không? Thật ra thì em thấy là em... Cái câu hỏi này á, ngày xưa em cũng có suy nghĩ. Ngày xưa khi mà em làm ở đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, tin tức thời sự, em cảm giác như mình ở một cái đoạn chuyển giao của những người MC mà rất chính thống và những người MC các chương trình giải trí, rất giải trí. Tầm khoảng năm 2013, lúc đó em bắt đầu em làm thời sự tin tức 60 giây của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc đó anh biết không, tất cả các anh chị mà làm ở đài á, thì ít ai mà đi làm nhạc EDM remix ở ngoài lắm. Hiếm lắm, hầu như em thấy không có. Khi mà bạn làm truyền hình, bạn làm những chương trình chính luận, bạn làm thời sự, thì bạn không bao giờ xuất hiện ở những chương trình nhạc EDM remix rồi mặc đồ ngầu rồi hơi gợi cảm một tí xíu để làm hết. Nhưng mà lúc đó em lại là cái người mà làm được cả hai dạng chương trình. 6 giờ chiều thì em sẽ mặc kiểu như hơi vest, hơi công sở làm tin tức thời sự, chính luận hôm nay là có tin gì, an ninh, an toàn, giao thông, giáo dục, học đường, các thứ. Nhưng mà cuối tuần thì em đi làm The Remix, hòa âm ánh sáng với anh Nguyên Khang. Đó cũng là một trong những chương trình mà mọi người rất là thích. Và em nghĩ là em đã bứt phá được mình ở một cái mảng khác. Mà đôi khi mọi người nhìn mình thì thấy lạ nha. Có nghĩa là sao tự nhiên đang làm thời sự rồi nhảy qua một cái chương trình nhạc quẩy, nhạc giật, rồi quậy tùm lum hết. Thế nhưng mà mình nghĩ là cái nghề nào cũng cần có cái sự bứt phá. Và mình vượt qua cái sự an toàn của mình. Ví dụ em đi làm MC thì thật ra có những chương trình mà mọi người ngồi cười rất nhiều. Thường trên truyền hình á, thì em sẽ tiết chế cái điều đó. Đúng, em có sự kiểm soát. Thử so sánh đi, nhưng mà không phải là so sánh để ai tốt hơn hay ai dở hơn, mà là so sánh để thấy là mỗi người có một cái cá tính riêng. Thí dụ như anh Trấn Thành đi, là một người cực kỳ tự do luôn, cực kỳ phóng khoáng luôn. Và em là một người có một chút kiểm soát, nhưng mà em vẫn có thích được bứt phá, được tự nhiên, được hài hước trong cái cách dẫn của mình. Thì em và anh Thành từng dẫn chung khá nhiều chương trình. Và trong đó có một cái chương trình mà ảnh đã mở ra được cho em một cái điều rất là đặc biệt mà em thấy. Chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2019. Em dẫn chương trình với anh Thành. Và lúc đó thì trước giờ lên sóng thì thường thường người ta phải tập trung lắm anh, tại vì sóng trực tiếp quốc gia rất là quan trọng. Thì thường các MC người ta sẽ tập trung ngồi một chỗ để nhớ cho đúng kịch bản, giữ cái tâm thế cho nó tốt để mình lên mình làm cho đúng. Tại vì cái đúng là cái quan trọng nhất. Đúng. Một người MC cái đúng là cái quan trọng nhất. Cho nên tụi em phải rất cẩn thận. Rồi sau đó mới là hay, mới là thú vị, mới là sinh động, mới là linh hoạt. Thì lúc đó em thấy anh Thành
nhìn em làm gì em ngồi một chỗ căng thẳng quá vậy, em đi vòng vòng chơi đi. Ảnh lúc đó ảnh đi vòng vòng ảnh chơi, ảnh nói chuyện với người này, ảnh nói chuyện với người kia, ảnh giỡn quá trời luôn. Thì em nói anh ơi, em mà làm như anh á là em quên hết, em không nhớ được cái gì hết. Thì ảnh mới nói là không, anh thì lại khác, anh phải thoải mái, anh phải giỡn, anh phải vui, anh phải năng động thì lên anh mới nhiệt. À thế thì lúc đó em mới phát hiện ra là cái chìa khóa nó nằm ở chỗ này. Mình phải hiểu bản thân mình, và mỗi người có một cái cách riêng. Không có một cái công thức nào cho người thành công hay một cái công thức nào trong cái cách làm việc của chúng ta, mà mỗi người có một cách riêng. Với anh Trấn Thành thì ảnh là một người hướng ngoại. Và cái cách ảnh lấy năng lượng là từ việc ảnh giao tiếp giỡn với mọi người xung quanh để tìm cái sự thoải mái và tự tin. Nhưng với em, một người hướng nội, thì em cần một không gian riêng để em tĩnh tâm, để em một mình, để em giữ cái năng lượng. Hai cái cách lấy năng lượng nó rất khác. Và từ đó em mới phát hiện ra là ở em luôn cần một chút xíu sự an toàn, sự kiểm soát, sự tĩnh tâm thì em sẽ làm tốt nhất. Nhưng có thể với anh Tiến hoặc với anh Trấn Thành, họ cần cái năng lượng được giải phóng ra bên ngoài, được giao tiếp, được tự do nhất. Thì họ lên, họ sẽ làm đã nhất, là đã với cái nư của họ thôi, hoặc là đã với cái nư của em. Còn cái cách nhìn của khán giả và cách nhìn của khách hàng hay là của nhà sản xuất, nó lại là một cái khác nữa. Cho nên mới nói là nghề này là làm dâu trong họ. Mình không biết thế nào sẽ là tốt nhất, nhưng mà ít nhất mình được là chính mình. Ngồi nói chuyện với một Hoàng Oanh trưởng thành của ngày hôm nay á, cái sự kiểm soát của em đối với chính bản thân mình thôi, làm cho anh cảm nhận à, cô gái này là một cái cô gái chỉnh chu, tỉ mỉ, nhưng hơi xa cách với anh. Thử bữa nào em sẽ suy nghĩ lại coi có khi nào nếu mà trong đời sống mình cũng áp dụng cái phương thức kiểm soát như thế này á, đôi khi nó sẽ gây ra một số cái hạn chế cho chính mình trong cái việc xây dựng một số cái mối quan hệ, bởi vì mục tiêu của em là kết nối, nhưng mà cái sự an toàn của em nó lại ngăn chặn kết nối từ những người khác. Em có bao giờ nghĩ vậy không? Em chỉ chưa nghĩ như vậy. Thật ra thì em lại đang cảm thấy là em đang ngồi nói chuyện với anh khá là thoải mái. Hay là do cái cách nói chuyện của em như vậy. Đối với em thì em đang rất là thoải mái. Và nãy giờ em kể tất cả những câu chuyện một cách cởi mở nhất. Theo đúng cái góc nhìn của em với anh Tiến, và không có giấu giếm một điều gì. Thì em nghĩ là đang là một cái sự thoải mái và tự do. Không, anh đang không nói cái sự kiểm soát này là nó tiêu cực nha. À, nó là em bất biết, lợi biết, nha. Biết, Nhưng mà cái vấn đề là làm sao để mà lúc nào mình cũng như một cái mặt hồ tĩnh lặng như được dạy vậy đó. Có nghĩa là sẽ không có quá nóng giận, sẽ không có quá bức xúc, lúc nào cũng kiểm soát được. Em có giận. Thì đó, bây giờ thì để mà có được một cái Hoàng Oanh trưởng thành của ngày hôm nay so với Hoàng Anh hồi năm 16 tuổi, nó đã có những cái sự khác biệt rồi. Vậy thì em đã phải rèn cái điều đó như thế nào? Bởi vì như vậy nè, nhiều khi mình được dạy là con ra đường là con phải hiền, con không có được hung dữ, người ta thế này thế nào thế kia thì mình cũng nhịn cái đi cho thôi. Nhưng mà nhiều khi á, cái đầu mình biết là mình phải nhịn nè, nhưng mà trong lòng mình mình khó chịu, mình cảm thấy cái việc nhịn này khó chịu quá, bỏ qua, tại sao bất công vậy, bắt tôi phải nhịn. Thì làm sao để mà mình hiểu được rằng là cái việc một điều nhịn chính điều lành đó, cái đầu mình hiểu mà cái lòng ngực mình nó cũng hiểu y chang như vậy. Hay là mình nhịn thì nhịn đi thôi, chứ trong lòng mình khó chịu, mình bức xúc, thì làm sao để mà phải thực sự trong này nó tĩnh lặng được nè, để mà có thể là bây giờ hồi xưa bà mẹ già của mình là bà chửi mình là mình phải chửi lại, còn bây giờ mẹ mình chửi là mình cho dù chửi chuyện gì mình cũng bình tĩnh, cho mình có thể chọc lại bà được một cái không. Có nghĩa là nó phải xuất phát từ bên trong á. Thì anh đã phải luyện cái điều đó như thế nào, hay anh đã phải trả giá vì cái điều đó ra sao để mà có được một cái Hoàng Oanh tĩnh lặng và kiểm soát được mình ở một cái mức độ. Tất nhiên mình là con người, mình còn cảm xúc, mình không thể nào nói là tôi có thể bình tĩnh được trong mọi trường hợp, nhưng rõ ràng mình đã bình tĩnh hơn xưa rất nhiều. Dạ. Vậy thì anh đã làm điều đó như thế nào? Em chẳng có luyện gì hết trơn á. Em vẫn nổi nóng. Khi mà có cái việc gì không như ý thì đôi khi em cũng nổi nóng. Thí dụ con em té thì em cũng hoảng hốt. Và nói chung là thật ra thì em thấy em là một con người mà có nhiều khuyết điểm. Vẫn nổi nóng, vẫn rất là cảm xúc. Có thể đôi lúc còn thấy mình hơi yếu đuối nữa. Nhưng mà em nghĩ là em cũng chẳng luyện gì hết trơn á. Cứ thử, mình đạp mìn mấy lần là biết cách né. Những cái chuyện tương tự như vậy á, mà mình đã đạp mìn một lần mình bị nổ rồi á, thì lần sau mình né thôi. Những cái vấp ngã, những cái tổn thương mà mình đã phải trải qua bởi vì cái cách hành xử của mình hay bởi vì cái sự thiếu hiểu biết của mình, thì sau này khi mình gặp lại cái trường hợp đó mình thấy thì mình né.
Tại vì đối với anh, Hoàng Anh đang ngồi đây là một Hoàng Anh rất bản lĩnh. Dạ. Ừ. Một người phụ nữ mà có thể ngồi trước mặt anh mà nói chuyện như thế này thì anh đánh giá là bản lĩnh rất tốt. Thì anh muốn biết là... Nãy giờ em không phải cố gắng gì đâu. Tất nhiên. Em không phải cố gắng gì. Tất nhiên, dạ. Tất nhiên. Bởi vì nếu em cố gắng em gồng lên là anh sẽ thấy hết. Dạ. Ừ. Nhưng mà rõ ràng anh thấy là cái sự bản lĩnh này nó toát ra từ bên trong của em. Cho nên anh đang muốn hỏi là cuộc đời anh là đàn ông mà đã có nhiều va vấp vậy rồi. Dạ. Anh đã có những lần thiếu điều anh muốn bỏ cuộc, anh không có muốn tiếp tục nữa. Tôi quá mệt mỏi, tôi quá yếu đuối, tôi không chịu nổi nữa rồi. Vậy thì em cũng nói là em gặp nhiều va vấp, em đã trải qua nó như thế nào và làm sao mà em vượt được qua nó để em có thể ngồi ở đây. Đó là cái điều anh muốn biết, bởi vì anh dám chắc là ngoài kia chắc chắn những cái bạn ở độ tuổi của anh em mình hồi xưa đang gặp y chang vậy đó. Dạ. Anh thì như anh nói đó, rất nhiều lần muốn bỏ cuộc. Nhưng mà anh muốn biết cái chuyện va vấp của em nó ra làm sao để mà có được một cái hoàng quanh mà ngồi đây nói chuyện với tôi tỉnh bơ như thế này. Không biết nói sao tại vì nó nhiều. Trời đất ơi, nhiều đó. Nó nhiều. Thì nãy giống như em cũng nói với mọi người là nó phải, mình phải tự trải qua thôi. Mọi người phải tự trải qua thôi. Nhưng mà cuộc đời mình làm sao có đủ dài để mình có thể trải qua tất cả mọi tổn thương và mất mát để mà hiểu ra được điều đó. Dạ thì em nghĩ chắc là em đó, nó một cái cách nhìn thôi. Em nghĩ là em lại là đứa một có một cách nhìn lạc quan. Không lẽ bây giờ mình phải cảm ơn những cái vấp váp mình đã trải qua nó nhiều quá để bây giờ mình bình tĩnh được như vậy. Bây giờ nói cái lần té mà té đau nhất của em đi, em đứng dậy cách nào? Lần té đau nhất của em thì ai cũng biết rồi. Không, anh chưa biết nha, không, này nói thiệt, không có cố ý khai thác drama. Anh chưa biết thiệt. Thì lần tổn thương và gọi là vấp ngã lớn nhất của em thì em nghĩ là trong tình cảm. Mà em nghĩ thì chắc là ai cũng sẽ có một lần thất tình. Anh có không? Anh hơi nhiều. Ai cũng sẽ có một lần thất tình. Lúc đó mình có thể mình tức lắm, mình nghĩ là do người kia. Nhưng mà tới khi mà mình trải qua hết mọi thứ, mình nhìn lại thì mình thấy nó cũng có một phần do mình. Mỗi người một nửa trách nhiệm. Thì lúc đó mới là lúc mà mình học. Thường á, qua những cái khó khăn hay là những cái tổn thương, những cái đau khổ thì mình hay hỏi là tại sao lại là tôi? Tại sao vậy? Tại sao tôi đã sống tốt như vậy? Tại sao tôi đã làm tất cả mọi thứ, tôi hy sinh hết cả mọi thứ mà tôi vẫn phải chịu một cái hậu quả như vậy? Tại sao vậy? Tôi không cam tâm. Rồi làm sao em chấm dứt được cái giai đoạn đổ lỗi đó? Tại vì anh mà có chuyện là anh cũng đổ lỗi không đó. Đúng không? Thì mình sẽ thương, mình sẽ tự trách bản thân mình và mình sẽ nghĩ là tại sao lại là tôi có làm gì sai không? Nhưng mà thật ra nó không phải vậy. Cuộc sống mà, nó đâu có nằm trong quyền kiểm soát của mình. Lúc đó thì em đã dừng hỏi tại sao. Em chỉ hỏi là qua cái chuyện này thì mình học được cái gì? Em chỉ nghĩ vậy thôi. Nghĩa là bây giờ mình cứ đi tìm câu hỏi tại sao, đâu có ai trả lời cho mình đâu. Mình cũng có được những lý do, mình cũng tìm một vài lý do. Nhưng mà rồi mình nên tìm cái cách mà mình học. Từ cái việc này mình trưởng thành lên, từ cái việc này mình tốt hơn lên. Thật ra trong cái chuyện tình cảm á, hay là trong cái cuộc sống á, thì cái lúc mà em tệ nhất á, như anh Tiến hỏi, là cái lúc mà em không có bất cứ một cái điều kiện tốt đẹp nào xung quanh. Em phải thay đổi môi trường sống. Em phải ở trong một cái mối quan hệ mà em không được là chính mình. Em bị đánh mất bản thân mình luôn. Em bị đánh mất bản thân mình, em bị đánh mất cái môi trường, đánh mất những cái người mà em thương yêu. Em bị mất hết tất cả. Mất hết. Em bị mất hết tất cả mọi thứ. Em cảm thấy em không thể bám víu vào đâu cả. Nhưng có một sinh linh bé nhỏ đang phải bám víu vào em. Em không thể gục ngã được. Em phải đứng dậy và em phải là một người mẹ tốt nhất cho con của em. Chứ lúc đó mà em gục ngã thì ai sẽ là người lo cho con của em? Và khi mà mình cảm thấy mình mất hết tất cả những cái điều kiện mà mình xem là thành công, là hạnh phúc, hay là những cái điều kiện mà mình sẵn có mà mình không còn được nữa, thì lúc đó mình mới ngộ ghê. Lại là cái lúc mà tốt nhất để mình tìm về với chính mình. Đồng ý. Tự nhiên mình tưởng mình mất hết tất cả rồi, thì lúc đó mình mới lại ngồi lại mình hỏi là ủa, cái chuyện gì đang xảy ra? Mình phải nhận diện được nó và mình phải chấp nhận được cái sự thật. Thậm chí tới khi mà mình mất hết tất cả và nó tan vỡ hết rồi thì mình cũng làm ơn đừng dối chính mình. Em gặp rất nhiều người họ che đậy cảm xúc của họ. Họ che đậy bản thân họ, họ che đậy với tất cả những người xung quanh. Đến cuối cùng họ cũng không biết cái gì là đúng, cái gì là sai nữa.
Tại vì họ đã quen với cái kiểu che đậy đó, cuối cùng họ cũng không nhìn ra được bản thân mình là ai, thì em rất sợ điều đó. Thì cái lúc đó em đã nói với bản thân mình là bỏ đi hết một cô MC, một cô á hậu, bỏ đi hết một người ở quê hương có bao nhiêu người yêu mến, có gia đình giúp đỡ, có bạn bè, có tất cả mọi thứ, thì mình là ai? Lúc đó đơn giản mình chỉ là một người mẹ và muốn bảo vệ cho con của mình. Mà muốn bảo vệ cho con của mình á, thì mình phải khỏe cả về tinh thần, cả về thể chất. Mình phải đứng lên, mình phải biết là ok, cái gì mình đang nắm mà nó vỡ rồi thì mình phải chấp nhận là mình không thể sửa được nó nữa, mình không thể thay đổi được nó nữa, thì chấp nhận. Em nghĩ chấp nhận là cái bài học rất là lớn và rất là khó khăn mà tất cả chúng ta phải học. Khi mà mình tan vỡ, khi mà mình làm gì đó sai, mình thất bại, mình đau khổ, đầu tiên là mình phải chấp nhận. Mình chấp nhận mình sai rồi, mình chấp nhận mình thất bại rồi, mình chấp nhận mình tan vỡ rồi, mình chấp nhận cái đó nó không phải là cái hạnh phúc mà mình muốn. Khi mà mình chấp nhận được rồi á, thì bắt đầu mình đủ cái bình thản để mình lập nên một cái kế hoạch. Có một câu mà Phật nói thì em rất là thích, đó là người mạnh không phải là người nhấc lên nặng mà là người đặt xuống nhẹ. Đồng ý. Thì em nhớ cái câu đó và em nghĩ mình chấp nhận được rồi thì mình buông, mình thả nó trôi và bắt đầu bước tiếp theo mình làm gì? Mình lên kế hoạch cho cuộc sống của mình. Mình đứng lên từ đâu? Mình sắp xếp cuộc sống lại như thế nào? Bây giờ mình đã mất hết tất cả đúng không? Thì mình tìm lại chính mình trước. Sau đó mình tìm lại cái môi trường phù hợp với mình. Mình tìm lại những người yêu thương mình. Mình tìm lại cái công việc mà mình thích. Và mình xây lại từ từ. Thì trong cái quá trình mà mình xây lại từ từ đó thì mình sẽ tìm được cái sự bình thản. Và sau cái sóng gió thì em cũng không biết nó có phải là một sự tự tin không. Có thể là nó là tự tin, nhưng mà có thể nó là tìm không ra một cái từ luôn anh Tiến. Anh nghĩ là ở cái giai đoạn mà em chấp nhận bỏ hết tất cả là bởi vì ở trước đó em chưa thật sự hiểu được giá trị của mình là ai. Chưa tìm được bản thân mình. Và có thể là sau cái cú vấp ngã đó mới chính là cái lúc em chợp được chính mình. Dạ, mình hiểu được bản thân mình rồi. Cái tuyệt vời nhất là sau bao nhiêu cái sóng gió thì mình vẫn tin, vẫn yêu vào cuộc sống này. Mình thấy mọi thứ nó tốt đẹp hơn, chứ nó không hề tệ đi. Thì em nghĩ là nhờ cái niềm tin của mình vào cuộc sống này và nhờ vào cái lòng biết ơn. Tại vì trên cái con đường mà em rớt xuống vực thẳm, em tìm lại chính mình, em xây dựng lại mọi thứ, thì em thấy tất cả mọi người xung quanh đều nâng em dậy. Em về Việt Nam, cả gia đình đều yêu thương, ủng hộ quyết định của em. Các công ty sản xuất, các đồng nghiệp đều mời xô em đi làm lại. Rồi bạn bè em là những người luôn luôn nghe lắng nghe em tâm sự, khóc cười cùng em những cái giai đoạn mà em tệ nhất. Và em xây dựng lại mọi thứ từ chính cái tình yêu thương đó của mọi người. Và cũng rất là biết ơn khán giả là những người mà vẫn ủng hộ mình, vẫn xem mình, vẫn chào đón mình để mình được trở về với những cái điều mà mình yêu thích nhất. Thì em nghĩ là bởi vì đúng là cái lúc mà mình rớt xuống vực thẳm nhất mà mình thấy được tất cả những cái yêu thương, mà biết được ai yêu mình, ai quý mình, ai ở bên cạnh mình, thì mình lại càng trân trọng hơn. Và tới bây giờ thì cái hạnh phúc đối với em nó không có còn phải là cái gì quá nhiều nữa. Tại vì em đã từng rơi vào cái lúc mà mất hết tất cả, em chẳng còn cái gì cả. Thì cái hạnh phúc bây giờ là nó quá nhiều rồi. Và mình rất là biết ơn. Mình quá là hạnh phúc luôn. Tại vì có những người như mình mà người ta đâu có được cái sự hỗ trợ và sự yêu thương một cách dễ dàng như vậy. Quay trở lại rất là khó khăn. Thậm chí mất 2 năm, 3 năm, 4 năm. Nhưng mà em phải nói là em quá may mắn. Ông bà tổ tiên độ, ông bà gánh còng lưng hay là trời Phật phù hộ hay là tất cả mọi người yêu thương như thế nào đấy, mà chỉ sau một năm thì mình cảm thấy là mình tìm lại được tất cả những gì mình đã mất. Và rất là biết ơn điều đó. Vậy thì thực ra thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau thương đối với Hoàng Oanh, nó chỉ là thuật ngữ mang tính thời điểm thôi. Nó chỉ xảy ra ở thời điểm đó. Và biết đâu trong chính cái thời điểm mà mình đau khổ nhất, mà mình cảm thấy mình thất bại nhất, thì mình lại tìm ra được cái thành công và cái niềm vui của mình trong chính cái sự đau khổ đó. Quan trọng đúng như anh nói,
thì thứ nhất là mình phải thức tỉnh, thứ hai là mình phải học cái cách nhìn mọi thứ nó tích cực tí xíu. Dạ. Thí dụ như anh mà lỡ có té đi chăng nữa thì nó té nằm ăn dạ, nó cho mày nằm ăn dạ 3-4 ngày cũng được. Nhưng mà rồi mình cũng phải biết được rằng là cuộc đời mình vẫn phải tiếp tục. Bởi vì mình chỉ mới sống có vài chục năm thôi, và vài chục năm sau biết đâu mới là thời huy hoàng, hạnh phúc hoàng kim của mình mà mình chưa trải qua. Dạ. Và nếu biết chắc là cuộc sống phải tiếp tục thì không thể nằm hoài đó được. Anh luôn luôn cho bản thân mình được té một chỗ và nằm ăn dạ, đó nằm tới chừng nào mày mệt thì mày đứng dậy mày đi tiếp. Dạ đúng. Và mình biết mình phải đi. Dạ đúng. Đó là cái cách mình phải được nghỉ ngơi chứ. Nếu mình té thì mình cứ nghĩ đến chừng nào mình khỏe thì mình đứng dậy mình đi tiếp. Nhưng mà đối với anh thì anh có một cái nguyên tắc đối với bản thân mình, đó là không bao giờ cho phép mình té hai lần ở cùng một chỗ. Thì đó giống như em nói với anh là mình đạp vô đó mình bị nổ mìn rồi thì mình phải né chứ. Nghĩa là phải luôn luôn biết được cái cách rút ra bài học cho mình, bởi vì chắc chắn là kể cả những người thành công nhất hiện nay thì họ chắc chắn cũng đã phải trải qua một cái quá khứ vô cùng oanh liệt, có nghĩa đạp mìn liên tục. Đạp mìn càng nhiều thì cái thành công của họ càng rực rỡ. Vậy thì nếu như mà có bất kỳ một cái bạn nào ngoài kia mà đang ở trong một cái giai đoạn coi bằng là khủng hoảng giống như anh đã từng, hoặc là giống như anh cũng đã từng trải qua những cái khủng hoảng của tuổi trẻ của mình, và anh không biết được rằng là vài ba năm sau có thể anh cũng sẽ tiếp tục khủng hoảng nữa, nhưng ít ra bây giờ anh học được cái cách rằng là nó chỉ mang tính thời điểm thôi, và với mỗi một cái khủng hoảng mình phải học cái cách xoay chuyển nó và mình vượt qua được nó thì cái phần thưởng ở phía sau nó sẽ càng lớn hơn. Mình phải tin vào cái điều đó. Tất nhiên là mình, cho dù nói là tôi là một người sống tích cực lắm nè, tất cả những năng lượng tiêu cực kia tôi không hấp thu đâu, nhưng mà chắc chắn tụi mình lúc nào cũng sẽ có một cái lúc là mình sẽ cảm thấy mình tệ hại vô cùng. Chắc chắn sẽ có lúc nào đó mình yếu lòng vô cùng, và có một lúc nào đó mình không còn đủ khỏe khoắn nữa mà mình tự nhiên muốn xả hơi một tí, muốn dựa dẫm tí. Đó là điện bình thường, ai cũng có. Kể cả một cái ông Tiến có thể dõng dạc tuyên hô là tôi vậy đó, cá tính tôi vậy đó, nhiều khi cũng có lúc mệt. Nhưng mà chuyện đó chuyện bình thường. Ít ra là qua bao nhiêu năm và bao nhiêu cái cuộc nói chuyện với mọi người thì anh thấy cái công thức chung đơn giản đó là để mà có thể ngồi đây nói chuyện một cách bình an yên được thì ai cũng phải trải qua hết tất cả những cái chuyện đó rồi. Và mình hiểu được một cái điều rằng là bình thường, nó sẽ phải như vậy. Trước khi mà chốt lại cái số hôm nay với anh á, anh muốn hỏi một cái câu mà hầu như anh hỏi tất cả các khách đến với cái podcast này. Đó là nếu như mà anh xem cuộc đời của mình là một cái bài toán đi, thì trời, anh sẽ giải toán theo cái cách nào? Tôi giải toán theo hệ tâm linh, tôi lắc xí ngầu ABCD, tôi đánh đại, mô tả bản thân mình về cái cách giải quyết, thì anh sẽ là cái người đối diện với những cái thách thức trong cái cuộc đời mình và phải giải toán, thì anh sẽ giải theo cái style nào nếu là anh của hiện tại? Trời ơi, sao anh hỏi em cái môn toán là cái môn em dở nhất trên đời này. Nói giỡn chứ, ví dụ đi là một cái bài thi gì đó đi ha, giải bằng cách nào hả? Theo cái style nào thôi chứ còn chưa chắc là giải đúng. Tại vì mình phải được quyền sai. Và mình sai rồi, nhưng mà biết không, nhiều khi chính cái đáp án sai đó của mình lại dắt cho mình một cái hướng mới, mình làm được nhiều trò và ít ra mình biết được con đường đó sai rồi, không bao giờ đi nữa. Dạ đúng. Em nghĩ là chuyện nhỏ đó thì mình nên né. Ví dụ mình có khúc cây giữa đường, thay vì mình đâm thẳng vô khúc cây đó thì nó nhỏ quá thì mình nên vòng một đường khác để đi. Nhưng mà nếu nó to quá chắn cả cái con đường của mình á, thì làm ơn các bạn hãy nhờ sự giúp đỡ. Mình không có một mình. Đồng ý. Mình còn rất là nhiều người xung quanh có thể giúp đỡ mình. Không có việc gì mà mình phải gồng gánh một mình hết. Cho nên là không có đau to múa lớn gì hết. Em chỉ có một cái lời chia sẻ với các bạn là có những cái chuyện mà mình không cần phải đối đầu thì đừng có đối đầu, tại vì những cái tổn thương đó nó là vô ích. Còn có những cái chuyện mà nó che chắn hết lối đi của mình, không tìm được cách giải quyết, thì mình đừng ngại ngần cầu xin cái sự giúp đỡ từ bố mẹ, từ người thân hay từ những người khác. Tại vì không có ai thành công một mình á. Đồng ý. Không có ai mà lúc nào cũng mạnh mẽ hết. Tìm kiếm cái nguồn sức mạnh từ những người khác là cái điều rất là bình thường, có gì đâu. Và mọi người còn cảm thấy là hạnh phúc khi mà được giúp mình nữa cơ. Vậy là cái style của em là style giải bài tập nhóm. Dạ. Cũng có thể. nhưng mà những cái chuyện nhỏ nhỏ thì em tự em làm mình. Bây giờ cho anh hỏi cái này, nãy giờ anh dòm em mà anh thắc mắc cái này quá mà không biết có nên hỏi hay không. Đúng hả? Tôi nãy giờ tôi cứ cảm giác là ông Tiến ông không tin vào cái sự bình thản của tôi đang ngồi ở đây. Ông đang cảm giác là cái này nó có ảo hay không. Mà thiệt ra là nó là như vậy đó, chứ nó không phải ảo. Bây giờ có câu này nè, hỏi mà nếu mà cảm thấy trả lời được thì trả lời, cảm thấy bị xúc phạm thôi nha. Nếu mà có người nói cái chữ hồng nhan bạc phận nó vận vào em thì em nghĩ sao về cái điều này? Nếu vậy thì tất cả mọi người đều bạc phận luôn á, tại vì ai mà chả nhiều lần thất tình. Nhưng mà tại em đẹp. Hả? Tại em đẹp, em có nhan sắc cho vậy nên phận bạc hơn người ta. Vậy thì không hồng nhan cũng bạc phận. Nãy ví dụ như anh Tiến nói anh cũng thất tình nhiều lần. Đúng không? Nhưng mà anh thấy anh cũng đẹp mà ta.
Ủa em nói gì chẳng khác nào, em nói không đẹp. Nhưng mà hồng nhan là cho phụ nữ mà ha. Thì đó, như thì bây giờ bà cái gì đó nhan nhưng mà cũng có nhan sắc chứ không phải là không. Này là gì? Anh hùng hào kiệt bạc phận. Em không có bị ảnh hưởng bởi những cái từ đó, thì có lẽ là nó là câu cửa miệng mọi người quen nói thôi. Nhưng mà đối với em thấy cái chuyện mà em thất tình hay là chia tay thì nó rất là bình thường. Tại vì không có ai mà yêu một người rồi cái cưới luôn rồi hạnh phúc mãi suốt đời. Ai cũng phải có thể là trải qua nhiều mối tình rồi mới hạnh phúc suốt đời. Thì cái phần mà trải qua nhiều mối tình rồi hạnh phúc thì nó nhiều hơn là cái phần kia. Cho nên là em không hề bị ảnh hưởng gì bởi câu nói đó. Vậy thì bây giờ không có nói rằng là em đẹp cho nên em bị bất công. Mà bây giờ anh nói rằng là bởi vì em đẹp cho nên là khi em quay lại em được người ta chấp nhận dễ dàng. Cái sắc đẹp của em chính là cái lợi thế giúp đỡ em. Có đúng một phần. Có đúng một phần, nhưng mà em nghĩ cái sắc đẹp của em ở đây á, nó đẹp từ trong đẹp ra. Chứ nó không chỉ đẹp bên ngoài. Thì em cũng nói là mọi người thương em á, em cũng nói là em rất là biết ơn gia đình, bạn bè và khán giả và đồng nghiệp. Mọi người rất là thương em. Thì nếu mà mọi người không thương thì em không có bao giờ mà trở lại với cuộc sống của mình một cách dễ dàng như vậy. Thì cái thương này á, thì nó phải đẹp ở đâu người ta mới thương chứ. Ở ngoài không thì chắc chắn là không dễ dàng để thương. Nên em nghĩ là em cũng may mắn được mọi người nhìn thấy những cái đẹp của mình, những cái đẹp khác ngoài cái đẹp bên ngoài. Anh thì anh thấy được cái quá trình mà em kể cái câu chuyện của em từng cái giai đoạn á, anh thấy em có một cái đó là em có cái nhìn về phía trước. Tại vì nếu mà em hài lòng với nó thì người ta sẽ dùng cái thuật ngữ gọi là ngủ quên trên chiến thắng. Mặc dù không phải là chiến thắng gì to tát lắm, nhưng mà mình bị ru ngủ bởi cái sự nhàn hạ. Không có áp lực, nhưng mà em biết tiến lên phía trước, nghĩa là em có tham vọng. Em đánh giá sao về cái tham vọng ở trong cái con người của Hoàng Oanh từ năm 16 tuổi cho tới bây giờ? Hồi năm 16 tuổi thì em có tham vọng nhiều hơn bây giờ. Tại sao? Không biết nữa. Thì lúc đó chắc là tại vì mình còn trẻ, mình có nhiều ước mơ, có nhiều hoài bão. Mình tham vọng rất là nhiều thứ. Thật ra lúc đó chắc là mình cũng chưa biết cái gì mình cần nhất. Hay là cái gì cũng không cần lắm. Cho nên cái gì mình cũng muốn thử hết, mình cũng muốn được trải nghiệm hết. Còn bây giờ thì mình hiểu bản thân mình rõ rồi, thì mình biết là mình không cần quá nhiều để hạnh phúc. Mình cần một vài điều để mình hạnh phúc thôi. Còn những điều khác là những điều mà giữ mình tiến về phía trước. Giống như anh nói á, là em thì em thích sự bình an, nhưng mà em không phải là một người yên phận. Em vẫn thích phấn đấu cho những cái mục tiêu từ ngắn hạn đến dài hạn của mình. Thí dụ như bây giờ thì em lại có một cái hoài bão khác, đó là em đã nhận được quá nhiều điều từ cuộc đời này rồi, cho nên là em muốn sau này em sẽ làm những cái hoạt động cộng đồng và đi dạy nhiều hơn. Thật ra thì trong 8 năm qua em cũng đi dạy những cái lớp lớn nhỏ về kỹ năng nói chuyện trước công chúng, về MC. Nhưng mà em chưa thật sự làm một cái lớp nào đó cho riêng mình. Thì bây giờ em có cái ước mơ đó, em muốn được làm những cái lớp học như thế. Cũng muốn chia sẻ nhiều hơn ngoài cái chuyện là chỉ về kỹ năng mà còn về cuộc sống. Anh có hai câu hỏi tiếp tục. Là cái giai đoạn mà em mất hết tất cả, em quyết định là em sẽ làm lại. Em nói là bây giờ em không còn tham vọng nhiều như hồi 16 tuổi nữa. Em chọn cái sự bình an. Vậy tại sao em không quay trở lại làm cô giáo dạy tiếng Anh mà em lại bước chân quyết định tiếp tục vào showbiz? Bởi vì rõ ràng là một cô giáo dạy tiếng Anh nó bình an hơn rất nhiều. Tại vì em chưa bao giờ đi dạy tiếng Anh. Mình học lại được mà. Một năm cố gắng anh nghĩ sẽ được. Thì bởi vì em chưa bao giờ đi dạy tiếng Anh cho nên em đâu có giỏi bằng nghề MC. Cái gì giỏi thì mình mới dạy người ta được, chứ mình cái mình dở sao mình dạy được. Cái đó là mình gầy dựng lại đó. Cái thứ hai, một cái điều anh thấy, đây là cái lời khen của anh dành cho em, nhưng mà anh muốn hỏi cái bí quyết. Có đôi khi thông qua cái chuyện em kể, anh thấy là em gặp rất là nhiều những cái nổ bơm, những cái va vấp, những cái tổn thương, những cái mất mát. Nhưng mà em lại luôn cảm thấy rằng là mình nhận được quá nhiều. Cái điều đó đôi khi nó sẽ trở nên là siêu thực, và người ta sẽ không có tin được là có một cái con người mà tại sao tổn thương nhiều như vậy mà chỉ luôn nghĩ tới những cái điều mình nhận được thôi. Tại vì bản năng của con người, bản năng sinh tồn của con người được sinh ra là chỉ chú ý vào những cái điều mất mát và tổn thương sẽ nhiều hơn. Thông thường trong một mối quan hệ là người ta tặng quà mình 10 lần nhưng mà có một lần quên sinh nhật thôi là mình sẽ giày xéo, giày vò, dằn vặt người ta vì cái điều mình mất đó, chứ mình không nghĩ tới được điều mình nhận. Vậy thì làm sao để mà mình có thể thật sự cảm thấy biết ơn về những điều mình nhận và chú tâm về nó nhiều hơn so với những thứ mình đã mất đi? Câu hỏi này đối với em nó khó lắm.
Tại vì em không phải là một đứa lý trí. Em sống rất tình cảm. Ừ. Và có những thứ nó đến với em một cách rất là tự nhiên qua những trải nghiệm của em. Ừ. Em không thường dùng lý trí để phân tích mọi thứ quá nhiều hay là tìm ra những cái cách hay là những cái chiến lược hay những cái phương pháp gì đó. Bây giờ mà để nói là làm thế nào để cảm thấy là mình được nhận nhiều hơn thì... Tại vì cái đó rất cần đó em. Ừ. Có nghĩa là... Em từ từ để em tìm nha, tại vì em cũng ít khi nào em tự đưa ra một cái phương thức nào đó cho bản thân mà tự nhiên em cảm thấy như vậy thôi. Thì em nghĩ là chắc là tại vì thứ nhất là mình nhận được nhiều thiệt. Ừ. Mình thấy mọi người thương mình lắm. Thôi, anh thấy nhiều khi bồ của anh cho nó quá trời nhận luôn, nhưng mà rốt cuộc tới chừng giận thì vẫn giận à. Không có chịu ghi nhận những cái điều anh cho tặng gì hết trơn á. Cái này khó nha, cái câu hỏi này từ khó nhất từ trước đến giờ nha, bây giờ không biết làm sao nha. Có thể là một phần là do những cái va vấp đó, mình vấp nhiều quá rồi, cho nên là cả một cái chuyện nhỏ nhặt mà mình có được đó, nó cũng rất là quý giá. Ừ. Có thể là như vậy. Nhưng mà cái thứ hai nữa là không biết nữa, có thể là do giáo dục của ba mẹ. Bố mẹ em là những người sống rất là đơn giản và rất là hết lòng với con cái. Ừ. Họ hy sinh rất là nhiều. Ừ. Và họ luôn dạy em phải biết ơn. Ừ. Thì em nghĩ là nhờ cái đó giúp cho em lúc nào cũng sống vui vẻ hạnh phúc. Và lúc nào em cũng biết ơn mọi thứ xung quanh, những cái mà em đang có. Em không có biết cái phương cách nào, nhưng mà em có thể nói là ví dụ như nếu mà ai đã từng vượt qua những cái chuyện mà mình mất hết tất cả, tự nhiên mình biết ơn những cái mình có à. Ừ. Còn nếu mà cách nào á, em thấy là chỉ cần mỗi ngày mình thức dậy, mình có thể tập tưởng tượng tiêu cực. Tập tưởng tượng tiêu cực là sao nhỉ? Có một cái cuốn sách mà em đọc, nó gọi là Chủ nghĩa khắc kỷ. Ừ. Cuốn sách đó có lẽ hợp với những người bị quá tình cảm như em, bởi vì nó cũng dạy cho chúng ta một vài cái phương pháp khá là lý trí để có được cái sự cân bằng trong cuộc sống. Thì trong đó nó có một cái phương pháp gọi là phương pháp tưởng tượng tiêu cực. Ừ. Có nghĩa là thỉnh thoảng bạn tập tưởng tượng tiêu cực là bạn mất hết tất cả những cái gì mà bạn quý nhất, mất hết tất cả những gì mà bạn đang có. Ừ. Thì sẽ như thế nào? Thứ nhất là khi bạn tưởng tượng được bạn mất hết á, thì bạn sẽ trân trọng cái mà bạn đang có. Cái thứ hai là bạn chuẩn bị được cho cái lúc mà lỡ như bạn có mất. À, quản trị rủi ro. Thì hai cái điều này nó sẽ giúp cho mình sống bình an hơn mỗi ngày. Tại vì mình đã tưởng tượng được đến lúc mà mình mất, cho nên là mình biết sợ, mình biết quý. Thí dụ một cái người thân xung quanh, cái tưởng tượng thí dụ như là một người cha mà mất đi một người con của mình đi. Thì cái người cha mà họ luôn luôn sợ mất đi người con của mình, luôn luôn cố gắng dành thời gian cho người con của mình, và có thể thậm chí chuẩn bị cho cái giai đoạn là biết là con của mình đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo, tới một ngày con của mình cũng sẽ ra đi. Họ có cái sự chuẩn bị cho điều đó. Thì đến khi cái điều đó xảy ra đó, họ sẽ bình thản hơn là nó đột ngột xảy ra mà họ chưa có sự chuẩn bị. Đồng ý. Và nếu mà lúc nào họ cũng sợ mất đi một cái điều gì đó để mà họ trân trọng, thì đến cái lúc mà nó mất rồi thì họ nói là tôi cũng đã trân trọng và tận hưởng nó hết mất rồi, không còn gì để tiếc nữa. Thì có lẽ tưởng tượng tiêu cực là một cách mà nghe có vẻ tiêu cực nhưng thật sự là một cách tích cực để mình sống mà luôn bình thản và luôn tận hưởng được tất cả những gì mình đang có với cái sự biết ơn, với sự trân trọng nhất có thể. Anh nghĩ hiện tại Hoàng Oanh có thể có được cái tư duy tích cực, cái suy nghĩ tích cực, cái cảm nhận, cái cách nhìn tích cực là bởi vì hiện tại em đang hạnh phúc với cuộc sống của mình. Dạ. Bởi vì em đang hạnh phúc cho nên em cảm thấy biết ơn. Và bởi vì em đang hạnh phúc, đang vui vẻ, đang hài lòng với nó, cho nên khi nghĩ về những điều tiêu cực á, em sẽ nghĩ với cái thái độ dự phòng là chủ yếu, chứ không phải là nghĩ để mà hoảng sợ. Vậy thì cái điều gì, hỏi ngược lại là cái điều gì đang khiến cho em cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ hạnh phúc hơn so với trước đây? Vẫn là tất cả những gì em kể với anh. Có nghĩa là cái gì cốt lõi nhất đi. Có nghĩa là cái sự khác biệt cốt lõi nhất để khiến cho Hoàng Anh hôm nay hạnh phúc hơn so với Hoàng Anh của cái thời mình vấp ngã, cái thời mà đôi khi chưa phải là cái lúc mất tất cả đâu, mà là cái lúc trước đó. Anh lại hỏi khó nữa, bởi vì em là một đứa đa phần hạnh phúc. Em không biết sao nữa. Cái lúc mà em buồn á, em sẽ buồn nhiều hơn người ta. Cái lúc em vui á, em sẽ vui nhiều hơn người ta. Không biết sao sinh ra nó vậy rồi. Cái lúc mà em đau khổ là em đau khổ lắm á,
em có thể là em thích, thậm chí em thích gặm nhấm cái nỗi buồn đó của em luôn á. Em để cho em buồn thiệt là buồn luôn á, cho nó đã đời hết cái buồn luôn á, rồi em sẽ gọi điện với người bạn thân của em, rồi kể, rồi khóc, rồi xả ra hết luôn á. Thì em nghĩ có lẽ một phần nữa là em là đứa khi mà buồn, đau khổ, ấm ức hay gì đó em chịu xả ra với người khác. Cho nên em không có giữ, em không có giữ lại những cái điều tiêu cực ở trong lòng của em. Anh có tiếp xúc với vài bạn trẻ là cũng vướng vào những cái vấn đề như vậy, và các bạn không chia sẻ được với ai, và các bạn dẫn tới bệnh luôn, bệnh về tâm lý là trầm cảm luôn. Dạ. Và tới khi bạn tìm được người để chia sẻ, mặc dù người ta không cần cho lời khuyên gì hết nha, ngồi nghe gật gù thôi, mà rõ ràng mấy bạn xả ra được và bạn giải quyết được. Có thể anh nghĩ là một giải đáp, một cách. Mà coi như em may mắn đi, trời cho em cái tính đó đi, tại vì em cũng không có luyện tập gì hết trơn á. Mà thì đơn giản là em cần được chia sẻ, nói ra. Thì em sẽ nói với người nào đó mà em tin tưởng nhất. Em xả ra hết rồi, em đau khổ, em quằn quại cho đã đi một thời gian, tới khi nào mà hết rồi á, tất cả những cái đó em tống ra ngoài hết rồi đó, ok, đứng lên, uống miếng nước, ăn miếng bánh, đi tiếp. Thì đa phần là em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Còn những cái lúc đau khổ thì em sẽ đau khổ hơn người khác. Em cảm giác là em ghê lắm, em làm em giống như là em đóng phim tình cảm vậy đó. Đóng phim dữ lắm anh. Nói chung là lúc đau khổ thì cũng đóng phim, cũng quằn quại, cũng than khóc, cũng cào cấu, khủng khiếp lắm. Nhưng mà xong rồi là vui lại y như chưa chừng có chuyện gì xảy ra. Vui lại rất là nhanh. Nãy giờ thì nói cũng khá nhiều rồi. Giờ chia sẻ cho anh biết chút xíu cảm xúc về cái việc nói chuyện với người lạ. Nãy giờ hai đứa mình lạ quá, lạ quơ vô ngồi nói chuyện với nhau. Nói chuyện cùng người lạ. Tâm sự cùng người lạ. Cảm xúc của em bây giờ là sao? Thứ nhất là thấy anh Tiến hấp dẫn. Cảm ơn em một lần nữa. Một người đàn ông điềm đạm, thông minh, sâu sắc, là một người đàn ông rất là hấp dẫn đối với em. Đây là một trong những cuộc nói chuyện mà em cảm thấy em cởi mở nhiều nhất. Vì có lẽ là có thể hai anh em mình có thể đồng cảm một cái gì đó về những cái sự phấn đấu trong cuộc sống của mình. Nhưng mà em nghĩ là cũng nên, mọi người cũng nên lâu lâu có những cuộc nói chuyện tâm sự cùng người lạ như vậy. Tại vì biết đâu sẽ có những góc nhìn khác về bản thân mình. Giống như nãy giờ em nói chuyện với anh, tự nhiên đôi khi em đưa ra được những cái định nghĩa mà trước giờ em không có định nghĩa về nó, thì em thấy cũng rất là hay. Và em cũng rất là cảm ơn anh Tiến hôm nay đã mời một người lạ đến đây để người lạ trở thành quen. Hy vọng là hai anh em mình sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ hay là nhiều dự án làm chung với nhau. Nhớ hú em, tại vì em bây giờ đang rất là sung để làm. Rõ ràng là cái nghề của một cái người mà nói chuyện nhiều như tụi mình, có thể là người dẫn chương trình, có thể là host của một cái show nào đó, hay thậm chí chỉ là một cái người ngồi nói chuyện thôi, thì rõ ràng là cái việc nói, cái việc kết nối, anh thấy rất là hay. Thứ nhất là anh nói chuyện với nhiều người, mười mấy, hai chục người trong cái series này rồi, thì thấy mỗi một người anh lại góp nhặt được một chút xíu từ trong họ. Có những cái hay, và thậm chí là đôi khi là anh chỉ cần kim đâm chảy máu là mình biết đau rồi, không cần lấy kéo cắt, không cần lấy dao rọc nữa. Mình cảm nhận cái nỗi đau từ tương tự từ những người khác để mình tránh né, để mình đỡ mất công phải đích thân trải nghiệm những điều đó. Và chính những cái câu chuyện của Hoàng Oanh kể, hay là của tất cả những cái khách mời đến đây á, thứ nhất là cho các bạn theo dõi podcast này sẽ thấy là mười mấy người trong nghệ sĩ này ai cũng đều trải qua cái con đường y chang, cũng có nỗi đau, cũng có mất mát. Mỗi người có thể có một cách xử lý khác nhau, nhưng tất cả đều là gì? Không dừng lại mà ráng vượt qua nó, thì sẽ rồi sẽ có cái ngày mình sẽ đạt được một cái điều gì đó nó tốt hơn, nó xứng đáng hơn với mình đó. Thì ở đây Hoàng Oanh là một cái ca tương đối lạ so với những cái gì mà những cái người mà anh đã từng chia sẻ, bởi vì thật sự cái này anh nhìn ra được là em không phải là cố tình. Tụi mình mà diễn thì khán giả họ nhìn được hết nhưng cái vấn đề là nó toát ra trong người em thật. Và anh tò mò thật là tại sao mà một cái cô gái nhiều mất mát như vậy, mà cái câu em nói ra là em nhận được quá nhiều thứ trong cuộc đời, nó làm anh bất ngờ. Bởi nhận vì xu hướng nhiều thiệt. Đây em nghĩ ra một cái hình ảnh thì dễ thấy rồi. Thí dụ cuộc sống của mình á là một cái bánh pizza đi. Cái bánh pizza đó nó có 10 miếng. Mình mất một miếng thì mình đừng tập trung cho cái một miếng mất đó, mình phải thấy mình còn 9 miếng còn lại, nó màu sắc nó quá đẹp chứ. Đó thì đó, em đang ngược lại với bản năng con người. Bởi vì khi nhìn một tờ giấy trắng, người ta chú ý vào vết mực dơ, chứ không ai chú ý vào nguyên cái 90 mấy% trắng tinh còn lại. Cái vết mực đó em sẽ vẽ thành một con ong có thêm màu vàng, có thêm bông hoa, có thêm cánh đồng, có thêm nhà cửa xung quanh, có thêm con suối, có thêm mặt trời, có thêm chim bay. Em sẽ vẽ thêm lên và nó sẽ là một tổng thể rất là đẹp. Có nghĩa là đúng, mình chỉ cần dịch chuyển cái sự chú ý bản năng của mình. Bởi vì hiện tại anh luôn nói là cái tốc độ tiến hóa của loài người mình nè,
đang chậm hơn tốc độ phát triển của xã hội. Cho nên có những thứ thuộc về bản năng sinh tồn của mình ở cái thời hồi xưa, nó vẫn còn nằm đó và nó không phù hợp với cái trình độ phát triển về xã hội, về cái tính chất xã hội của con người hiện tại nữa. Cho nên là chỉ cần mình biết được đâu là cái bản năng mà nó không còn phù hợp với thời đại thì mình phải gạt bỏ. Và một trong những điều đó là gì? Là sự quá tập trung vào mất mát hơn là tập trung vào những điều mình nhận được. Hồi xưa khi mà mình cái thời mà còn khó khăn trong việc săn bắt hái lượm và lúc nào cũng phải tích trữ để dự phòng cho những cái ngày đói á, thì lúc đó bắt buộc người ta phải chú ý vào cái phần mất để tránh tối đa cái điều đó để có thể duy trì được cái sự sinh tồn đó bây giờ. Nhưng mà con người mình bây giờ nếu mà mình quá tập trung vào những điều tiêu cực và những mất mát mà mình không nhìn thấy được những cái điều mình đang có, đôi khi cũng chính vì cái điều đó mà mình đánh mất đi một cái mối quan hệ tốt đẹp mà mình sao không muốn. Và anh đã từng bị vậy rồi. Nhưng mà có thể nó sẽ là một cái câu chuyện dài khác mà chúng ta sẽ kể thâu đêm ở trong một cái số khác. Em cảm giác em với anh Tiến mà nói chuyện có thể nói tới ngày mai luôn, cũng không hết chuyện. Hoặc là anh Tiến là một người rất là dễ kết nối với mọi người, chắc gặp ai anh Tiến cũng sẽ trò chuyện được như vậy. Bởi vì thiệt sự là em khá đặc biệt, thật sự. Cho nên anh muốn bây giờ nếu như em có chia sẻ gì đó với các bạn khán giả của anh, đặc biệt là những cái bạn phụ nữ trẻ, những bạn nữ trẻ hay là những bạn phụ nữ có thể là không còn trẻ như em nữa, nhưng mà biết đâu họ gặp những cái vấn đề giống em mà họ gặp ở cái giai đoạn sau. Thì nói chung là với tất cả, hoặc là thậm chí là những người phụ nữ đang tích cực ngoài kia, vậy thì em có chia sẻ gì với những bạn nữ là khán giả của anh, mà thậm chí là những cái bạn nam mà có bồ cũng đang là cái bạn nữ mà đang gặp khó khăn hoặc là đang gặp những cái stress như vậy, thì có những cái lời khuyên gì hay những chia sẻ gì không? Kêu một người như em có lời khuyên thì thật sự không biết khuyên gì. Đó, anh thấy mỗi lần mà cơ em mà đúc kết hay là định nghĩa hay là đưa ra một cái gì đó phương thức là em không biết. Em sống khá là bản năng. Nhưng mà để chia sẻ với mọi người thì em nghĩ là em mong là mọi người thứ nhất là sống thật được với chính mình là sẽ hạnh phúc nhất. Mình sống một đời nó thật là rực rỡ theo cách mà mình muốn. Dù ai có nói như thế nào đi nữa thì mình cũng phải yêu bản thân mình trước tiên. Mình đừng có vì những mong muốn của người này người kia hay là hy sinh cái này cái nọ, mà em nghĩ là mọi người nên yêu bản thân mình, biết mình cần gì, biết khi nào mình buồn, khi nào mình vui, phải an ủi bản thân mình bằng cách nào, làm cái gì thì khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc, ở bên ai thì mình cảm thấy an tâm. Nó là những cái điều nó rất là nhỏ nhặt và cơ bản nhất. Nhưng mà chính những cái điều này nó sẽ giúp cho mình vững chãi và hạnh phúc nhất trong đời sống của mình, chứ không có cần phải cái gì cao xa, phải quyền cao chức trọng hay thật là nhiều tiền hay là thật là nhiều người theo đuổi. Mình chỉ cần hiểu đúng bản thân mình, rồi mình làm rõ ra những cái điều mình muốn, và mình làm siêng, thật là siêng năng những cái điều mà mình ước mơ, thì mình sẽ hạnh phúc. Cảm ơn Hoàng Oanh. Mọi người ơi, thiệt ra là nãy giờ mà những cái gì mà hai anh em Tiến chia sẻ là nó chỉ mang cái tính gọi là tham khảo, quan điểm cá nhân và để tham khảo thôi. Bởi vì mỗi người một cuộc đời mà mọi người, đôi khi những cái hoàn cảnh của Tiến hay anh nó chưa chắc đã là cái hoàn cảnh giống với mọi người y hệt đâu. Cho nên là nếu mà mọi người cảm thấy là không có đồng tình với ông Tiến hay không có đồng tình với cô gái xinh đẹp Hoàng Oanh này ở bất kỳ cái điểm nào thì cứ comment ở đây. Và biết đâu chính Tiến hay chính Oanh sẽ có thêm một cái bài học mới cho chính mình từ cái comment và cái góc nhìn của các bạn. Bởi vì tất cả chúng ta đều đang học hỏi liên tục để hoàn thiện mình và mong muốn có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn mà. Đúng. Hoặc là nếu như mà các bạn cảm thấy là nãy giờ cái câu chuyện mà ông Tiến với bà Oanh này nói chuyện chưa phải là vấn đề em gặp, em muốn có một cái vấn đề khác cơ, thì các bạn cũng đừng có ngại comment lại. Có thể là một cái nội dung, một cái chủ đề nào đó mà các bạn cảm thấy là muốn Tiến và khách mời chia sẻ, thì các bạn cứ comment ở đây. Và Tiến và đội ngũ biên tập sẽ có thể là lên những cái nội dung như vậy, hoặc là sẽ mời những cái khách mời mà đặc biệt là có chuyên môn hay có trải nghiệm chuyên sâu về cái vấn đề của các bạn, để ngồi đây cùng Tiến chia sẻ, bóc tách rồi phân tích mọi thứ ra, biết đâu là sẽ có một cái hướng gì đó để tất cả chúng ta cùng tham khảo và rút ra bài học cho chính mình. Và tất nhiên mọi người ơi, tất cả những điều ở đây chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi, bởi vì sẽ không ai chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình bằng chính những cái quyết định của mình cả. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ đón nhận những thông tin này một cách hết sức tích cực và chúng ta cùng nhau chia sẻ quan điểm của mình nhé. Một lần nữa cảm ơn Hoàng Oanh về những cái chia sẻ của anh, và anh nghĩ là mình sẽ còn phải nói chuyện với nhau dài dài. Dạ. Cảm ơn em.
bây giờ thì phải đến lúc chào tạm biệt mọi người rồi. Em cũng rất là đồng tình với những gì mà anh Tiến nói, đó là mỗi người có một cuộc đời khác nhau. Và em chúc cho mọi người sẽ hạnh phúc theo cách của riêng mình, không có cần phải giống với bất kỳ khuôn mẫu nào của ai cả. Chúc mọi người lúc nào cũng luôn luôn bình an, luôn luôn hạnh phúc. Và nhớ là hãy ủng hộ thiệt là nhiều cho anh Tiến và Oanh nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại nha.